Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 133. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Đương nhiên, cũng có vài cường giả siêu cấp, cho dù bọn họ ở thời kỳ suy yếu, chúng ta cũng không làm gì được. Ví dụ như vị trước đây xuống cùng kiếm gỗ của ngươi. Vị kia không có khả năng suy yếu, mà bị thương nặng, nhưng rất nhiều cường giả lúc đó vẫn không làm gì được hắn, để cho hắn chuồn mất. Hậu Khanh. Vị kia trong miệng nam tử này dĩ nhiên chính là Hậu Khanh. Dương Diệp liếc nhìn thẻ màu vàng trước mặt, sau đó nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nam tử kia nói. Mong người bước vào bên trong Thiên Trụ Sơn, cùng bắt yêu linh cùng người đến từ thượng giới, Dương Diệp nhìn về phía nam tử. Nguy hiểm không? Vô cùng nguy hiểm. Người đàn ông nói. Cái nguy hiểm này không đơn thuần là chỉ những yêu linh cùng cường giả của thượng giới, còn có những cường giả hạ giới chúng ta. Đi cùng hay không, bản thân ngươi tự quyết định đi. Đi. Dương Diệp trực tiếp thu thẻ màu vàng trước mặt vào. Bây giờ hắn cần phải nâng cao thực lực chính mình. Nam tử khẽ gật đầu. Thẻ này là chứng minh tư cách bước vào bên trong Thiên Trụ Sơn. Gần đây phong ấn ở đỉnh Thiên Trụ Sơn bắt đầu không yên tĩnh, có thể là thượng giới lại có một vị trí cường giả nào đó đang xuyên qua kết giới, điều này là một cơ hội đối với chúng ta. Sau hai ngày nữa, ta ở đây chờ ngươi. Vì sao tìm ta? Dương Diệp đột nhiên nói. Người đàn ông nói. Trừ khi thực lực đạt được trình độ của ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn, bằng không, bước vào trong đó, người tốt nhất nên tìm một kẻ có lực lượng mạnh mẽ giúp đỡ. Ba đại cổ tu giả, bốn đại thiên tôn. Dương Diệp nhíu mày. Đó là gì vậy? Người đàn ông nói. Ba đại cổ tu giả chính là ba vị cổ tu giả, bốn đại thiên tôn là chí cường giả trong giới của chúng ta. Bọn họ không có khả năng là chuẩn minh cảnh. Bọn họ đã đạt được minh cảnh sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nam tử lắc đầu. Không phải là minh cảnh, nhưng thực lực vượt qua minh cảnh. Vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Người đàn ông nói, sau hai ngày nữa, chúng ta tập hợp ở đây. Nói xong, thân hình hắn run lên và lập tức biến mất. Không phải minh cảnh, nhưng thực lực lại vượt qua minh cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, đừng nói là thượng giới, cho dù là hạ giới này vẫn còn có rất nhiều cường giả siêu cấp mà hắn không thể nào địch nổi. Con đường vô địch vẫn là gánh nặng mà đường xa. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp đang chuẩn bị liên hệ với Dương Liêm Xương, đột nhiên. Hắn nghĩ đến một việc, sau đó hắn nhìn về phía chân trời, thoáng cái, người đã lập tức biến mất. Xích địa. Ở trong một cung điện được tạm thời dựng lên có mấy chục người, những người này đều là cường giả của Bí Tông. Người đứng đầu trong điện chính là tông chủ Bí Tông Tô Mạc. Lúc này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều có chút nghiêm trọng. Tông chủ đang lo lắng về Dương Diệp sao? Lúc này, một lão già đột nhiên nói. Dương Diệp. Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người ở đó đều thầm rùng mình. Chuyện ban đầu Dương Diệp làm ở Thánh Khư Thành, bọn họ đã nghe nói tới. Tô Mạc liếc nhìn lão già kia nhưng không nói gì, chỉ có điều trong mắt hắn lại có thêm chút buồn bã lo lắng. Lúc này hắn tất nhiên đã biết, trước đây Dương Diệp tuyệt đối không bị đoạt xác. Dương Diệp vẫn là Dương Diệp kia, mà lấy tính cách của Dương Diệp, trước đây Bí Tông hại hắn như vậy, hắn sẽ bỏ qua cho Bí Tông sao? Hiển nhiên là sẽ không. Cầu hòa à. Vậy càng không cần suy nghĩ tới. Vào thời điểm này, đừng nói Dương Diệp, cho dù là hắn cũng sẽ không đáp ứng cầu hòa. Lúc này, lão già kia lại nói. Ta đã nghe được, tổ chức thiên võng của Thiên Trụ Sơn đã bắt đầu truy tìm điều tra Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, đối phương nhất định là nhận được dạ đế của tổ chức dạ sát nhờ vả. Lấy thực lực của tổ chức thiên võng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ hẳn đã tìm được Dương Diệp. Cho nên, dạ đế đã đi tìm Dương Diệp rồi. Hoặc nói, chờ một lát nữa, chúng ta có thể nghe được tin cái chết của Dương Diệp. Tô Mạc khẽ lắc đầu. Dương Diệp người này không đơn giản. Người phái người xuống, toàn lực hỏi thăm tin tức của hắn. Lão già khẽ gật đầu. Được. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Ra mắt tông chủ, chúng ta đã tìm được vị trí của Dương gia. Bọn họ hiện tại đang ẩn nấp ở trong một thành cổ. Người của chúng ta không dám đánh rắn động cỏ. Lúc này, Tô Mạc đứng lên. Được, rất tốt. Nói xong, hắn hít sâu một hơi. Dương Diệp rất trọng tình, những nữ nhân của hắn ở Dương gia
đó là thủ đoạn cuối cùng của chúng ta. Bên dưới, lão già kia lập tức nói. Bây giờ ta sẽ tự mình đi, bắt những nữ nhân của hắn cùng tất cả đám người Dương ra lại, ta. Đúng lúc này, lão già đột nhiên ngừng lại. Ở đó trở nên yên tĩnh. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào mà ở trước mặt lão già đã đột nhiên xuất hiện một nam tử áo xanh, lúc này, tay của nam tử áo xanh đang nắm lấy cổ của lão già kia. Dương Diệp, nhìn thấy nam tử áo xanh này, vẻ mặt Tô Mạc lập tức trầm xuống. Dương Diệp, buông hắn ra. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm cổ của lão già kia và đập xuống mặt đất. Ầm, mặt đất rạn nứt, nhưng đầu của lão già này lại không sao. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên đá vào trên đầu lão già kia. Ở trong ánh mắt mọi người, đầu của lão già kia trực tiếp nổ tung. Máu tươi tủy não văng ra khắp nơi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Tô Mạc. Ngươi mới vừa nói gì? Ta không nghe rõ, ngươi nói lại một lần nữa đi. Trong điện trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào Dương Diệp, có người trong mắt kiêng kỵ, nhưng phần nhiều chính là nghi ngờ, bởi vì bọn họ cũng không biết tại sao Dương Diệp muốn ra tay với Bí Tông. Trước đây, rất nhiều người Bí Tông căn bản không biết việc làm của Tô Mạc cùng Linh Tú còn có Lâm Vị Ương đối với Dương Diệp, cho nên bọn họ mới nghi ngờ. Tô Mạc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, một lát sau, hắn khẽ nói. Khi biết ngươi không bị đoạt xác, ta đã biết được ngày này sớm muộn sẽ đến. Nhưng ta không ngờ được lại đến nhanh như vậy. Vậy ngươi chắc hẳn là bất ngờ, đúng không? Dương Diệp nói. Tô Mạc nói, Dương Diệp, những chuyện trước đây đã làm với ngươi là do một mình Tô Mạc ta gây nên, những người còn lại của Bí Tông căn bản không biết chuyện này, bọn họ cũng không tham dự. Mong ngươi buông tha cho bọn họ. Dương Diệp cười nói. Tại sao phải buông tha cho bọn họ? Tô Mạc nói, bọn họ căn bản không tạo thành uy hiếp đối với ngươi, hơn nữa, bọn họ cũng không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với ngươi. Thuộc hạ bằng lòng cùng tiến cùng lùi với cơ tông chủ. Đúng lúc này, một người thanh niên đứng dậy. Tông chủ, chỉ cần chúng ta đồng lòng, sợ gì Dương Diệp hắn. Ta, đúng lúc này, người thanh niên ngừng lại. Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, đầu của người thanh niên đột nhiên từ trên cổ rơi xuống. Máu tươi phun ra như cột. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Dương Diệp nhìn về phía Tô Mạc và đang muốn ra tay. Lúc này, khóe miệng của Tô Mạc đột nhiên tràn ra một tia máu tươi. Cùng lúc đó, sức sống trong cơ thể hắn đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tô Mạc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trước đây là Tô Mạc ta có lỗi với ngươi, không liên quan đến những người khác trong Bí Tông, mong ngươi hãy buông tha cho bọn họ. Dứt lời, trong con ngươi của hắn đã không còn màu sắc. Tông chủ! Tất cả mọi người ở đó đồng thời kêu lên, trong mắt đầy vẻ đau buồn. Dương Diệp xoay người liếc mắt nhìn bọn họ, thấy Dương Diệp nhìn qua, bọn họ nhất thời biến sắc, tất cả đều đề phòng. Đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử này chính là Vân Thiền. Vân Thiền nhìn thẳng Dương Diệp. Ta không biết giữa ngươi cùng tông chủ hắn đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn nói không sai, rất nhiều người trong Bí Tông chúng ta căn bản không biết chuyện giữa các ngươi, bao gồm cả ta. Cho nên, chuyện này căn bản không có liên quan với bọn họ, ngươi có thể đừng tàn sát bọn họ được không? Dương Diệp liếc mắt nhìn Vân Thiền, đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía thi thể Tô Mạc, lúc này, một đường ánh sáng trắng từ trong đó bay ra, rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người nhận ra người này. Đó chính là Lâm Vị Ương, tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là bản thể của nàng. Lâm Vị Ương liếc mắt nhìn Dương Diệp. Không ngờ được ngươi lại trưởng thành đến mức độ này. Dương Diệp nhìn thẳng vào Lâm Vị Ương. Món nợ giữa chúng ta, chờ ta đi tới thượng giới sẽ tính sổ với ngươi. Ngươi không có khả năng đến được thượng giới. Lâm Vị Ương nói. Có thể ngươi còn không biết, hiện tại ở thượng giới đã có rất nhiều người biết kiếm của nhân quân ở trong tay ngươi. Cho nên không chỉ người hạ giới, ngay cả rất nhiều người ở thượng giới cũng đã chuẩn bị mạo hiểm xuống tìm ngươi. Dương Diệp đến. Đây cũng là công lao của ngươi sao? Lâm Vị Ương khẽ gật đầu. Xem như là đúng rồi, ngươi có biết, ta biết lai lịch của kiếm này không tầm thường, lại không giữ lấy nó là vì sao? Không đợi Dương Diệp trả lời, nàng lại nói. Bởi vì ta tự hiểu lấy mình, nếu ta giữ lấy kiếm này, ta sẽ gặp vô cùng phiền phức.
Về phần ngươi, ngươi sẽ có phiền phức lớn hơn nữa. Nếu như ngươi là người tâm địa lương thiện, có thể cái phiền toái này chẳng lớn lắm, bởi vì nhân quân chắc chắn sẽ không giết ngươi, chỉ thu hồi kiếm của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không phải, lấy tính cách của nhân quân, hắn nhất định sẽ chém giết ngươi. Ngươi, đừng léo nhéo nữa. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đánh ra một quyền. Lâm Vị Ương dừng nói. Qua một hơi thở, Lâm Vị Ương nhìn Dương Diệp nói. Chúc ngươi nhiều may mắn. Vừa dứt lời, thân thể nàng trực tiếp mở ảo, sau đó biến mất. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng biến mất ở trong đại điện. Trong điện, tất cả mọi người có chút đờ đẫn nhìn thi thể của Tô Mạc, giờ phút này, mọi người mê man. Bí Tông nên đi đâu? Dương Diệp rời khỏi đại điện liền bắt đầu liên hệ với Dương Liêm Sương, chỉ trong giây lát, hắn trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Thiên Trụ Sơn, trong rừng sâu núi thẳm. Ở đây, rừng rậm che phủ cả dãy núi, cành lá giống như che phủ hết, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng khó có thể chiếu sâu vào trong đó. Lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời kéo tới, cuối cùng tiến vào trong mảnh rừng rậm này. Dương Diệp vừa chạm đất, Dương Liêm Sương lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Liêm Sương liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tiến bước không nhỏ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lần này ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết, ta sẽ đi vào bên trong Thiên Trụ Sơn. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Liêm Sương lập tức nghiêm trọng. Ngươi biết đó là nơi nào không? Dương Diệp lắc đầu. Không hiểu rõ lắm. Dương Liêm Sương nói. Chỗ đó là nơi nguy hiểm thứ ba ở Thiên Trụ Sơn này. Mới thứ ba thôi sao? Dương Diệp nói. Vậy thứ nhất cùng thứ hai thì sao? Dương Liêm Sương nói. Thứ nhất và thứ hai là chỗ ở của ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn. Ngươi từng nghe nói về ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Liêm Sương nói. Từ lâu, bên trong Thiên Trụ Sơn này đã trở thành nơi nguy hiểm hơn cả chỗ ở của ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn. Bởi vì ngươi không biết người phía trên xuống là ai, có khả năng không phải quá mạnh, nhưng là cường giả siêu cấp có thể vượt qua bốn đại thiên tôn, thậm chí vượt qua ba đại cổ tu giả. Dương Diệp nói. Nhưng nơi đó cũng đầy kỳ ngộ, không phải sao? Dương Liêm Sương nói. Ngươi đã quyết định rồi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Liêm Sương nói. Vậy cẩn thận một chút, Dương Diệp nói. Ngươi cùng Yên Nữ các nàng cũng phải cẩn thận, nếu như có chuyện, nhớ lập tức cho ta biết. Dương Liêm Sương nói. Yên tâm đi, nếu có nguy hiểm thì chắc chắn sẽ không quên ngươi. Dương Diệp mỉm cười và không nói nữa, xoay người biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp đi rồi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Liêm Sương không xa. Dương Liêm Sương nói. Vì sao không gặp hắn? Nữ tử khẽ lắc đầu và không nói gì thêm. Dương Liêm Sương quay đầu lại nhìn về phía nữ tử. Ngươi thoạt nhìn nhu nhược, nhưng ta lại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Từ rất lâu trước kia, trong đầu ta thỉnh thoảng xuất hiện một giọng nói, khi đó, ta đã biết trong ý thức của ta có người. Cuối cùng ta phát hiện ta sai rồi. Giọng nói kia chính là bản thân ta. Nói đến đây, nàng thu hồi ánh mắt. Nếu như có thể, ta hy vọng hắn vĩnh viễn đừng đi tới thượng giới. Bởi vì nơi đó càng hiện thực hơn, càng tàn khốc hơn ở đây. Đáng tiếc ta biết, điều này hiển nhiên không có khả năng. Dương Liêm Sương nhìn nữ tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương. Người luân hồi. Sau hai ngày, Dương Diệp gặp đại thủ lĩnh Thiên Võng. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Xưng hô như thế nào? Gọi ta, ám, là được. Người đàn ông nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ám huynh, người đã giao đấu cùng cổ tu giả thật sự chưa? Ám khẽ lắc đầu. Chưa, nhưng ta đã gặp. Người tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng được loại lực lượng này, thật sự là hủy trời diệt đất. Lẽ nào lấy thực lực của bọn họ còn không có cách nào đi tới thượng giới sao? Dương Diệp nói. Ám nói. Đừng xem thường kết giới này. Mức độ khủng bố của nó hoàn toàn không kém hơn cổ tu giả. Nếu là trước đây thì còn tốt, bởi vì khi đó, người đi tới rất ít, cường giả phía trên cũng không mấy chú ý. Nhưng theo người đi tới càng lúc càng nhiều, bọn họ bắt đầu tăng cường kết giới. Kết giới bây giờ vượt xa kết giới của mấy vạn năm trước. Nói đến đây,
hắn nhìn về phía Thiên Trụ Sơn. Hơn nữa, đừng quên ở Thiên Trụ Sơn còn có một tồn tại càng khủng khiếp hơn. Đó là gì vậy? Dương Diệp hỏi. Rồng. Ám trầm giọng nói. Một con rồng không thuộc về thế giới này. Rồng. Dương Diệp nghĩ tới, tự nhủ hẳn là con rồng chọc kia, con rồng đã giúp đỡ Tiểu Thất đi trộm tháp. Đi thôi. Lúc này, ám đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngươi cần phải thay trang phục khác. Thầm nghĩ. Ngươi bây giờ đang bị vô số người truy tìm. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, một trường bào màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không từ chối, mặc áo bào đen vào, sau đó hắn theo ám đi tới dưới chân Thiên Trụ Sơn. Ở dưới chân núi Thiên Trụ Sơn có một sơn môn rất lớn. Dương Diệp theo ám đi tới trước sơn môn này, lúc này, một lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão già tóc trắng không nói gì. Dương Diệp không hiểu, lúc này, ám đột nhiên bấm tay bắn ra, hai tinh thạch màu tím lớn bằng nắm đấm cùng một tấm thẻ màu vàng xuất hiện ở trước mặt lão già này. Lão già vung tay phải lên, hai tinh thạch màu tím kia lập tức bị hắn thu vào, tiếp theo, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đưa thiệp cho hắn. Ám nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tay nhẹ nhàng điểm ra một cái, một tấm thẻ màu vàng lập tức bay đến trước mặt lão già tóc bạc. Lão già liếc nhìn thiệp, sau đó khẽ gật đầu và xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn về phía ám. Ngươi lại có thể phải giao phí nhập môn à? Ám nói. Đã từng có một cường giả chuẩn minh cảnh tới đây, hắn không giao phí nhập môn, ngươi biết cuối cùng thế nào không? Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Ám chỉ vào phía bên phải, cách đó không xa có một cột đá, trên cột đá là một cái đầu vẫn còn trợn tròn mắt. Lúc này, thầm nghĩ. Kết quả chính là như vậy. Nói xong, hắn không nói nữa, đi lên phía trước. Dương Diệp liếc nhìn cái đầu này, một lát sau, hắn nhún vai. Hù chết bảo bảo rồi. Nói xong, hắn đi theo. Bên trong Thiên Trụ Sơn này tổng cộng phân ra 12 tầng, càng lên cao thì càng nguy hiểm. Sau 12 tầng chính là chỗ kết giới, phá vỡ kết giới này, sau đó đi qua không trung chảy loạn thì chính là đại thiên vũ trụ. Trên đường, ám chậm rãi giải thích. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Ở đây rộng rãi, đặc biệt rộng rãi. Đây là cảm giác của hắn bây giờ. Không chỉ rộng còn cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân. Cẩn thận một chút. Ám đột nhiên nói. Có nguy hiểm sao? Dương Diệp nói. Ám khẽ gật đầu, ở trong này có một số người tính tình rất cổ quái, đặc biệt loại người quanh năm canh giữ ở nơi quỷ quái này, vì thu được bảo vật cùng cơ duyên tốt hơn, bọn họ căn bản không ra khỏi Thiên Trụ Sơn này, mỗi ngày đều canh gác ở nơi này. Người như thế đã không thể nói là người bình thường được nữa. Dương Diệp lắc đầu. Tu luyện có thể nào gửi gắm hy vọng ở vật bên ngoài được? Vậy thì ngươi lại sai rồi. Ám nói. Người có thể tiến vào, cho dù không phải chuẩn minh cảnh, vậy cũng tuyệt đối có thực lực chống lại cường giả chuẩn minh cảnh. Bọn họ có thể đạt được trình độ này, người nói cái này, bọn họ làm sao có thể không rõ chứ? Sao bọn họ còn như vậy? Dương Diệp nói. Ám nói. Bọn họ đã đạt được cực hạn của bản thân, muốn tiếp tục nâng cao thì chỉ có nắm giữ công pháp, hoặc pháp môn tu luyện tốt hơn. Mà loại công pháp hoặc pháp môn tu luyện này, người phía trên có. Về phần các loại bảo vật, đó là để làm cho mình có thể sống tốt hơn thôi. Thì ra là thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp khẽ gật đầu, đây là điều hắn không ngờ được. Lúc này hắn mới hiểu được, vì sao ngoại trừ Thiên Trụ Sơn ra, bên ngoài đều không có cường giả chuẩn minh cảnh. Bởi vì người ta căn bản không có hứng thú đi tham gia vào những tranh đấu của thế tục này. Tâm tư của những người này đã không ở trung thiên vũ trụ nữa, ánh mắt người ta đang nhìn về phía thượng giới. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, tất cả Thiên Trụ Sơn đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, Dương Diệp cảm giác rất nhiều khí tức cực kỳ cường đại, những khí tức này phóng lên cao, lao về phía đỉnh của Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp nhìn về phía ám, ám nói. Lại có cường giả đi qua kết giới, chúng ta đi xem thử đi. Dứt lời, thân hình hắn run lên. Trực tiếp hóa thành một đường màu đen bắn nhanh lên phía trên. Ở bên cạnh hắn, Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Ở dưới sự dẫn đường của ám, Dương Diệp cùng hắn đi tới tầng thứ 9. Lúc này, tầng thứ 9 đã có một số người,
không phải đặc biệt nhiều, chỉ khoảng 15-16 người. Nhưng tất cả đều là cường giả chuẩn minh cảnh. Tất cả mọi người đang nhìn lên đỉnh đầu, ở trên đó là một lối đi rất lớn màu xanh lam, lối đi này lóe ra gợn sóng ánh sáng lấp lánh. Dương Diệp nhìn vào trong, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Vì sao không tiếp tục đi tới? Dương Diệp hỏi. Ám lắc đầu. Dừng lại ở tầng 9 thôi, lên trên nữa thì sẽ chết người. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, lối đi rất lớn màu xanh lam này đột nhiên nhanh chóng chấn động. Giờ phút này, Dương Diệp rõ ràng phát hiện ra, những cường giả xung quanh kia lộ ra vẻ mặt đề phòng. Cùng lúc đó, một áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở đó. Cảm giác áp lực này cũng không phải tới từ những người xung quanh này, mà đến từ lối đi màu xanh lam. Đừng ra tay. Ám nói. Đây không phải là mục đích của chúng ta, giữ lại thực lực đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lối đi màu xanh lam này, dần dần, lối đi màu xanh lam này chấn động càng lúc càng mạnh. Rất nhanh, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, một ảo ảnh đột nhiên từ trong đó bay ra. Khi ảo ảnh kia bay ra, trong chớp mắt này, hơn 10 bóng đen đột nhiên từ xung quanh phóng lên cao, sau đó chắn ở xung quanh ảo ảnh này. Làm càn. Lúc này, ảo ảnh này đột nhiên gầm phẫn nộ. Mà lúc này, một lão già đột nhiên thò tay ra phía trước, tiếp theo, một ảo ảnh bàn tay cực lớn trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu ảo ảnh này rồi chụp xuống. Không gian hoàn toàn không dao động, khí tức do bàn tay kia phát ra, tất cả đều rơi vào trên thân ảo ảnh này. Con kiến hôi cũng dám động tới bản tôn. Ảo ảnh phẫn nộ hét lên một tiếng, thoáng cái, một quang nhận màu đen đột nhiên nhanh chóng hiện ra, cuối cùng cắt ở trên lòng bàn tay ảo ảnh kia. Hai người vừa mới tiếp xúc, bàn tay ảo ảnh kia lập tức ầm vỡ nát, cùng lúc đó, lão già ra tay trước kia trực tiếp lùi lại phía sau, không gian nơi thân thể hắn đi qua đều bị vặn vẹo biến hình. Nhưng lão già này vừa bị đánh lui, những cường giả bên cạnh lại lập tức lao vọt về phía ảo ảnh kia. Không thể không nói, thực lực của ảo ảnh này vẫn vô cùng mạnh mẽ, lấy một địch vài còn có thể hành động lưu loát. Bên cạnh Dương Diệp, ám lắc đầu. Nếu như người này vừa ra đã bỏ chạy, có thể còn có một đường sống, bây giờ hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Dương Diệp nói. Những người này hình như không làm gì được hắn. Ám nói. Bây giờ vừa bắt đầu tiến hành thôi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lối đi màu xanh lam này. Người phía trên đánh giá quá thấp người phía dưới này. Đánh giá thấp đối thủ thì phải trả giá bằng cả sinh mạng. Không nên nương tay nữa. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một giọng nói. Vừa dứt lời, khí thế của những cường giả kia đột nhiên tăng vọt, cùng lúc đó, ảo ảnh kia cũng bị áp chế trong nháy mắt. Thật mạnh! Nhìn những cường giả kia, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Những người này, mỗi người đều mạnh hơn ám. Mà trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này còn có nhiều người khủng khiếp như vậy. Tự tìm chết! Phía chân trời, ảo ảnh này đột nhiên gầm phẫn nộ, tiếp theo. Một vòng tròn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ám bên cạnh Dương Diệp biến sắc. Mau lui lại. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp liên tục lùi lại phía sau. Dương Diệp cũng phản ứng nhanh, lập tức vội vàng lùi lại, không chỉ Dương Diệp cùng ám, lúc này những cường giả trong không trung kia đều lùi lại. Lúc này, vòng tròn màu đen kia đột nhiên run rẩy, thoáng cái. Xuy 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 xuy. Rất nhiều đường ánh sáng màu đen giống như mưa sa từ trong vòng tròn này bắn ra. Trong lúc Dương Diệp lui lại, đồng tử của đột nhiên co lại, bởi vì ở trong không trung có hai cường giả chuẩn minh cảnh rút lui chậm, bị ánh sáng màu đen này đánh trúng, cơ thể lập tức bị trực tiếp phá hủy, tuy nhiên linh hồn của bọn họ lại tránh thoát được những ánh sáng màu đen này. Ánh sáng màu đen có tốc độ rất nhanh, ngay cả tốc độ của Dương Diệp cùng ám vẫn không có cách nào tránh thoát. Ở trong tay của ám có thêm một cây kim dài màu vàng, thoáng cái, kim dài màu vàng trực tiếp mang theo một đuôi kim sắc điên cuồng chuyển động ở trước mặt hắn, những ánh sáng màu đen đi tới trước mặt hắn lập tức bị cắt thành từng mảnh. Nhìn ánh sáng màu đen đi tới trước mặt mình, vẻ mặt Dương Diệp cũng vô cùng nghiêm trọng, mặc dù cơ thể hắn bây giờ là cảnh giới lấy máu sống lại, nhưng hắn cũng cảm giác tim đập nhanh, hắn biết, nếu như bị những ánh sáng màu đen chạm vào, hắn không chết cũng sẽ tàn. Không dám khinh thường, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng cái, từng kiếm hoa hiện ra. Kiếm gỗ đi qua nơi nào, ánh sáng màu đen tiếp xúc đến liền lập tức tiêu tan thành mây khói.
Rất nhanh, ở đó lại bình tĩnh. Bên cạnh Dương Diệp, ám nhìn trước ngực mình, ở hai bên trước ngực hắn có hai lỗ máu, đây là do bị ánh sáng màu đen lúc trước gây ra. Bởi vì hắn căn bản không có cách nào dễ dàng phá hỏng những ánh sáng màu đen này, bởi vậy, hắn chỉ có thể tập trung tất cả lực lượng tới phá hủy những ánh sáng màu đen tấn công vào vị trí quan trọng trên người hắn. Không chỉ trước ngực, trên cây kim dài màu vàng trong tay hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn rất nhỏ. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi không bị thương sao? Dương Diệp hỏi ngược. Ngươi lại có thể bị thương à? Ánh mắt ám rơi vào trên thanh kiếm gỗ của Dương Diệp, nhìn nó rất lâu, hắn đột nhiên nói. Không hổ danh là thần vật có thể phá được kết giới. Tuy nhiên, kiếm đạo của ngươi cũng rất mạnh. Dương Diệp nhìn về phía thanh kiếm trong tay, đúng vậy vừa rồi hắn có thể dễ dàng loại bỏ những ánh sáng màu đen này, nguyên nhân rất lớn là vì thanh kiếm này. Giờ phút này, Dương Diệp thật mong mỏi giải trừ phong ấn của kiếm này. Nhưng không thể. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nếu như giải trừ kiếm này bây giờ, cho dù là lấy lực lượng của hắn hiện nay cũng khó có thể thật sự khống chế. Thứ hai, một khi giải trừ phong ấn của thanh kiếm, nhân quân ở thượng giới sẽ cảm ứng được kiếm này. Khi đó, đối phương có thể sẽ phái người xuống lấy kiếm này. Dương Diệp cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Cho nên, nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng giải trừ phong ấn của thanh kiếm này. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong không trung. Con kiến hôi ở hạ giới, tự nhiên vọng tưởng ra tay với bản tôn, đúng là không biết sống chết. Dương Diệp cùng ám ngẩng đầu nhìn lên, ở trong không trung, ảo ảnh đã biến thành một nam tử trung niên, chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà không phải thực thể. Rõ ràng đây là thể linh hồn, nam tử trung niên mặt dài, lông mày rậm, trong mắt đầy khí thế tàn ác. Mà ở trong tay hắn lại lơ lửng một vòng tròn màu đen rất nhỏ. Lúc này, ám bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Người này quá ngu ngốc. Sao lại nói thế? Dương Diệp hỏi. Ám khẽ lắc đầu. Thứ trong tay hắn là một món thần vật, nếu như một cường giả chuẩn minh cảnh nắm giữ nó, lực chiến đấu tuyệt đối có thể nâng cao ít nhất 3 phần trở lên. Nói một cách đơn giản, hắn bị lộ ra thứ tốt, sau đó sẽ rất nhiều người muốn ra tay. Đúng lúc này, nam tử trong không trung kia đột nhiên nhìn về phía một lão già bên phải hắn. Trong phút chốc, hắn bấm tay điểm một cái, trong tay hắn vòng tròn màu đen đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu đen lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu của lão già kia. Sắc mặt lão già này đại biến, một cây côn sắt màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng cái, cây côn sắt màu đen này trực tiếp đánh về phía vòng tròn màu đen. Mà vào giờ phút này, vòng tròn màu đen kia đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một thanh trường thương màu đen mờ ảo đột nhiên từ trong đó vọt ra. Thanh trường thương màu đen này nhanh chóng đâm xuống, tiếp xúc với cùng côn sắt này, cây côn sắt trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lão già này đại biến, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở bên dưới tầng thứ nhất, hắn vừa muốn rời ra, nhưng còn chưa rơi xuống đất, cây trường thương mờ ảo này lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Lần này, lão già không có cơ hội chạy trốn, cây trường thương đã trực tiếp tiến vào đỉnh đầu của hắn, mà trong chớp mắt, linh hồn của lão già trực tiếp vọt ra, sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu đen lập tức biến mất. Linh hồn chạy thoát, nhưng cơ thể của hắn thì không. Trong không trung tầng thứ 9, nam tử kia cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Con kiến hôi đúng là con kiến hôi. Mà vào lúc này, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ở đó, trong phút chốc, một ngọn phi đao xuất hiện ở trước mặt nam tử kia. Ngọn phi đao này xuất hiện đột ngột làm tất cả mọi người không kịp phản ứng. Cũng trong chớp mắt khi phi đao này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới phản ứng được, rất nhanh, vòng tròn màu đen trong tay hắn đã chắn ở giữa chân mày, mà khi thanh phi đao này vừa muốn tiếp xúc với vòng tròn kia thì đột nhiên ngừng lại. Thoáng cái, thanh phi đao này đột nhiên xoay chuyển, trực tiếp đi tới phía sau đầu nam tử, sau đó cắm thẳng vào gáy của hắn. Cơ thể của nam tử lập tức cứng ngắc. Bên dưới, ám bên cạnh Dương Diệp trầm giọng nói. Lại thấy phi đao. Thần đạo thiên tôn. Thần đạo thiên tôn. Dương Diệp nhìn về phía ám. Một trong bốn đại thiên tôn sao? Ám khẽ gật đầu. Người này được khen là người đứng đầu đao đạo ở trung thiên vũ trụ, đao của hắn đã có khả năng thông thần. Đạo có khả năng thông thần. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng, đao cũng giống như kiếm vậy,
khi đạt tới trình độ nhất định thì rất khủng khiếp. Tiêu Dao Tử chính là kiếm đạo thông thần, bây giờ kiếm đạo của hắn tuy cũng rất mạnh, nhưng vẫn còn cách thông thần rất xa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cơ thể nam tử kia cứng đờ tại chỗ, ở trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Rõ ràng đến chết hắn vẫn không tin nổi mình lại có thể chết ở hạ giới này, nhìn thi thể của nam tử, Dương Diệp im lặng. Cường giả. Thần Đao Thiên Tôn giết chết nam tử này là cường giả tuyệt thế thật sự của thế giới này. Chân cảnh lục đoạn gì đó ở trước mặt người này, ngay cả cặn bã cũng không tính. Nam tử kia từ trong không trung ngã xuống. Món bảo vật đó của hắn lại trôi lơ lửng ở vị trí bên phải cách hắn không xa. Dương Diệp phát hiện, rất nhiều người trong bóng tối đều đang ngó chừng món bảo vật này, nhưng không ai dám ra tay. Một lát sau, phi đao sau đầu nam tử kia đột nhiên, vèo, một tiếng bay ra, thoáng cái, thanh phi đao này trực tiếp biến mất. Mà giây phút phi đao biến mất, vòng tròn màu đen phía xa cũng theo đó biến mất. Bị lấy đi rồi. Trong lòng rất nhiều người ở đó lập tức thất vọng. Bảo vật kia không có nhiều tác dụng đối với Thần Đao Thiên Tôn, dù sao thực lực của đối phương bày ra đó. Nhưng nó vẫn có tác dụng với người khác. Thế giới này không chỉ so sánh về thực lực, còn phải so sánh về trang bị. Có đôi khi, thực lực không đủ là có thể dùng trang bị tới bù đắp. Bên dưới, Dương Diệp nhìn về phía ám. Bốn đại thiên tôn vẫn ở đây, vậy cơ bản không có chuyện gì cho chúng ta rồi. Ám khẽ lắc đầu. Bọn họ căn bản nhìn không thuận mắt mấy thứ này. Lần này Thần Đao Thiên Tôn đột nhiên ra tay, ta cũng có chút bất ngờ. Dương Diệp nói. Vậy là xong rồi, nếu không, chúng ta chơi cái lông à? Ám nói. Tuy nhiên, nếu Thần Đao Thiên Tôn đã hiện thân, rõ ràng hắn cũng đến vì người trên thượng giới muốn xuống. Dương Diệp liếc nhìn đỉnh đầu, sau đó nói. Trước đó người nói với ta là có một người rất lợi hại sắp xuống. Các ngươi làm thế nào phán đoán được đối phương có lợi hại hay không? Dao động. Ám nói. Ở trên kết giới này là không gian chảy loạn, nếu có người xuống, thực lực đối phương đủ mạnh mẽ, đối phương sẽ xé rách không gian chảy loạn, mà không phải tránh né không gian chảy loạn. Chỉ cần đối phương xé rách không gian chảy loạn, chúng ta ở bên dưới sẽ cảm ứng được. Nói đến đây, hắn nhìn về phái Dương Diệp. Ngươi có lẽ không hiểu gì về không gian chảy loạn kia. Nói thế này, cho dù là bốn đại thiên tôn cũng không có khả năng mạnh mẽ xé rách không gian chảy loạn. Cho nên, hễ là nhân vật có thể xé rách không gian loạn chạy xuống, đây tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Mà bảo vật đối phương mang theo cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Dương Diệp lắc đầu. Các ngươi là đang đánh cướp à? Ám nói. Ngươi nói không sai, chúng ta là đang đánh cướp. Dương Diệp nói. Đã bao giờ gặp loại người? Cho dù là bốn đại thiên tôn cũng không làm gì được chưa? Ám khẽ gật đầu. Tất nhiên là có, ngươi biết tại sao ban đầu vốn là năm đại thiên tôn, mà bây giờ chỉ là bốn đại thiên tôn không? Bởi vì đã từng có một lão già mặc đạo bào xuống đây, lần đó vị thiên tôn kia trực tiếp ngã xuống. Lão già mặc áo đạo sĩ. Nghe thấy ám nói vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Rất nhanh, hắn lắc đầu cười, chỉ có thể nói thiên tôn gặp xui xẻo. Đi đánh cướp lão già mặc áo đạo sĩ. Ngại mạng dài à. Lúc này, ám đột nhiên nói. Có hứng thú đi tham gia một phòng giao dịch không? Phòng giao dịch à? Dương Diệp hỏi. Thầm nghĩ. Ở trong giới của chúng ta, cứ cách một thời gian sẽ tập trung một lần. Mục đích gặp mặt chính là để bán đồ, hoặc đổi đông tây. Ví dụ như người có bảo bối gì tốt nhưng bản thân mình không dùng được, cũng có thể đi đổi với người khác. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Được. Đi. Ám vừa dứt lời, người đã biến mất. Rất nhanh, ở trong sự hướng dẫn của ám, hai người đi tới trước một cung điện màu đen. Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt hai người. Ám bấm tay bắn ra, hai tinh thạch màu tím to bằng nắm đấm lớn rơi vào trước mặt lão già. Lão già vung tay phải lên thu hồi tinh thạch màu tím này, sau đó lập tức biến mất. Đây là trò gì vậy? Dương Diệp hỏi. Linh tinh. Thầm nghĩ. Có thể trợ giúp chúng ta khôi phục huyền khí, cũng chỉ có thứ này mới có tác dụng với chúng ta. Có thể nói, đây là tiền trong giới chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Thứ này rất quý giá đấy. Lúc này, Dương Diệp mở một tay ra. Ở trong tay hắn xuất hiện một tinh thạch màu tím chỉ lớn chừng ngón cái. Chuyện này có gì khác sao?
Ánh mắt ám rơi vào tinh thạch màu tím trong tay Dương Diệp, rất nhanh, tử tinh thạch này rơi vào trong tay hắn. Thật là linh tinh tinh thuần, không đúng, đây không phải là linh tinh bình thường, đây là linh tinh hạ phẩm, không những có thể khôi phục huyền khí, còn có thể chữa trị cơ thể. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi lấy ở đâu ra vậy? Lấy ở đâu ra? Dương Diệp thật sự khó trả lời, cũng không thể nói là Tiểu Bạch tạo nên. Lúc này, ám nói. Là ta lỗ mãng, nói xong, hắn bấm tay bắn ra, tử tinh thạch đã trở lại trước mặt Dương Diệp. Thứ này rất hữu dụng, một viên này có thể đổi ít nhất 10 bình thường linh tinh, nếu như ngươi có nhiều thứ này, đến lúc đó tiến vào bên trong, có lẽ có thể đổi được bảo vật không tầm thường. Nói xong, hắn đi vào trong cung điện này. Dương Diệp nhìn tử tinh thạch trong tay, hắn không ngờ được thứ này lại có thể tốt như vậy, ngay cả cường giả chuẩn minh cảnh cũng coi trọng, xem ra phải bảo Tiểu Bạch chuẩn bị nhiều một chút mới được. Vừa nghĩ đến Tiểu Bạch đã đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch đang nhìn về phía trong đại điện, ở trong mắt nàng đầy vẻ hưng phấn. Bảo bối. Đây là lại phát hiện ra bảo bối. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch vào trong lòng, sau đó nghiêm mặt nói. Ở đây không thể làm loạn, hiểu không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ ngây thơ. Dương Diệp nhẹ nhàng nhéo má của Tiểu Bạch. Ngươi đừng giả ngu với ta nữa, nếu như không đồng ý, vậy ngươi trở về trong tháp đi. Giờ phút này, hai mắt Tiểu Bạch trợn tròn lên, thoáng cái, nàng vội vàng gật đầu, sau đó móng nhỏ vung vẩy, biểu thị ta không loạn nữa. Nhìn dáng vẻ Tiểu Bạch, Dương Diệp có chút sở khóc sở cười, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó ôm nàng bước vào trong cung điện. Bên trong cung điện không phải quá lớn, dài rộng cũng chưa tới nghìn trượng, người cũng ít, chỉ có khoảng 20-30 người. Tuy nhiên, hắn không cảm giác được khí thức của những người này, rõ ràng những người này đều che giấu cảnh giới của mình. Ngoài việc đó ra, phần lớn mọi người đều mang mặt nạ, hoặc mặc áo vải có mũ, không để cho người khác nhìn thấy gương mặt của mình. Những người này ngồi rải rác xung quanh, mà ở trước mặt bọn họ để rất nhiều thứ, đủ loại đều có, thậm chí còn có rất nhiều thứ Dương Diệp còn chưa từng thấy qua. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào phía xa. Dương Diệp theo móng vuốt của Tiểu Bạch nhìn lại, ở cách đó không xa là một người mặc áo đen ngồi xếp bằng. Ở trước mặt của người mặc áo đen này để một ít vật phẩm. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi tới. Lúc này, ám đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nơi đây được thế lực thần bí bảo vệ, không thể làm loạn. Nhớ kỹ đấy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ám khẽ gật đầu, sau đó đi về phía bên kia. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước mặt của người mặc áo đen này, ở trên mặt đất trước mặt người mặc áo đen để ba thứ đồ. Một thanh đoản kiếm thiếu một góc, vẫn có một bức tranh rách góc, cùng với một viên hạt châu màu xanh lam lớn bằng nắm đấm. Ánh mắt của Tiểu Bạch cùng Dương Diệp đều tập trung vào trên hạt châu kia, bởi vì trong hạt châu kia ẩn chứa linh khí rất dồi dào. Linh khí châu. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói. Trong đó ẩn chứa linh khí của ba thế giới lớn, đổi một món bảo vật ít nhất phải là loại phòng ngự đế cấp hạ phẩm. Đế cấp hạ phẩm. Dương Diệp đang muốn hỏi, lúc này, móng nhỏ của Tiểu Bạch chỉ vào hạt châu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp và chỉ vào mình. Tiểu Bạch muốn. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía người mặc áo đen này. Linh tinh được không? Người mặc áo đen lắc đầu. Không được. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, tiếp theo, móng nhỏ vung vẩy. Rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp đen xuống. Tiểu Bạch có ý là, chúng ta cướp đi. Sao tiểu tử này biến thành thổ phỉ vậy? Động một chút là muốn cướp, sau này phải giáo dục thật tốt mới được. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu như không có thì đi đi. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó cổ tay thoáng động, một món huyết giáp xuất hiện ở trong tay hắn. Huyết giáp này là do nữ tử váy màu đỏ đưa cho hắn. Hắn cũng không biết có phải đế cấp hạ phẩm hay không, dù sao cũng thử xem. Người mặc áo đen này liếc nhìn huyết giáp trong tay hắn, sau đó nói. Người tới chọc cười à sao? Vật phẩm rác rưởi này mà cũng lấy ra được. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lấy ra một viên thọ nguyên quả, nàng chỉ vào người mặc áo đen, lại chỉ vào thọ nguyên quả trong móng vuốt, giống như đang nói, cái này được chưa? Người mặc áo đen liếc nhìn thọ nguyên quả,
sau đó lắc đầu. Lúc này, Tiểu Bạch lại lấy ra một thọ nguyên quả khác. Người mặc áo đen nói. Ta không thiếu tuổi thọ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng nhỏ của nàng giang ra, một miếng tử tinh thạch xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng. Nàng mở to mắt nhìn người mặc áo đen này, hiển nhiên là đang hỏi cái này có thể không. Nhưng người mặc áo đen vẫn lắc đầu. Ta chỉ cần bảo vật đế cấp loại phòng ngự. Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chỉ vào viên linh khí châu kia, tiếp theo, hai móng nhỏ của nàng chuyển động. Sắc mặt Dương Diệp lại đen xuống. Bởi vì ý của Tiểu Bạch vẫn là, chúng ta vẫn nên cướp đi. Cướp? Có thể cướp được sao? Dương Diệp tất nhiên sẽ không tìm đường chết mà đi chém giết, phải biết rằng người trước mắt bọn họ có khả năng chính là cường giả chuẩn minh cảnh. Còn nữa, trước đó ám cũng đã nói, chỗ này được người bảo bọc. Ở đây gây sự thì chẳng khác nào chọc vào âu tổ ong vò vẽ. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó hắn nhìn về phía người mặc áo đen này, tay phải hắn mở ra, ở trong lòng bàn tay này có thêm một trái cây. Niết bàn quả. Khi trái cây này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện có rất nhiều người ở đó đột nhiên nhìn về phía hắn, nói chính xác là nhìn về phía niết bàn quả trong tay hắn. Có người khí thức rõ ràng có hơi dồn dập. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, hắn không ngờ được niết bàn quả này tự nhiên làm cho nhiều cường giả lưu ý như vậy. Nhưng thật may là không ai ra tay. Đúng lúc này, người mặc áo đen trước mặt Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi chỉ có một viên này. Dương Diệp lắc đầu. Tổng cộng có hai quả, một viên trong đó đã bị ta ăn rồi. Người mặc áo đen im lặng một lát, sau đó nói. Vậy lấy một quả ra, ta đổi với ngươi. Dương Diệp trực tiếp thu niết bàn quả vào, sau đó ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Lúc này, nếu như hắn lấy ra một niết bàn quả, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, hắn thấy một niết bàn quả đã có thể đổi lấy một viên linh khí châu này rồi. Người áo bào đen này hơi tham. Đúng lúc này, một nam tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nam tử đeo mặt nạ không nói gì, hắn bấm tay bắn ra, một miếng lớn bằng nắm đấm trực tiếp bay đến trước mặt Dương Diệp. Linh khí ít nhất là của bốn thế giới lớn. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó ôm lấy viên linh khí châu kia, tiếp theo, mũi nàng nhẹ nhàng hít hít, một linh khí tinh thuần lập tức tiến vào trong cơ thể nàng. Khi linh khí vào cơ thể, trong giây phút đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lộ ra vẻ say mê. Viên linh khí châu trước kia đã bị nàng tiêu hao 7-8 phần, cho nên nàng mới khao khát viên linh khí châu này như thế. Dương Diệp liếc nhìn nam tử đeo mặt nạ trước mặt, hắn cũng không nói nhảm, lại muốn lấy niết bàn quả đưa cho đối phương, mà vào lúc này, người mặc áo đen trước đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Ta đồng ý đổi cho ngươi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, hắn không nói gì, mà bấm tay bắn ra, niết bàn quả trong tay bay đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ này, nói. Ta đồng ý đổi cho ngươi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, hắn không nói gì, mà bấm tay bắn ra, niết bàn quả trong tay bay đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ này, nói. Đồng ý giao dịch. Nam tử đeo mặt nạ thu hồi niết bàn quả, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi làm vậy là có ý gì? Dương Diệp khẽ nói. Trước đó ngươi không phải nói không cần sao. Có người muốn thì ta tất nhiên phải cho đối phương. Người mặc áo đen không nói gì nữa, nhưng Dương Diệp cảm giác được đối phương đang nhìn mình. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không để ý tới đối phương, mà ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Mà vào lúc này, người mặc áo đen này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cho ta một trái cây này, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Tiểu Bạch ôm linh khí châu chớp chớp mắt, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nhìn nàng khẽ gật đầu, Tiểu Bạch lập tức bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, Dương Diệp cũng đi về phía trước một bước, sau đó hắn đột nhiên chợt hô lên. Con mẹ nó, có phải ngươi muốn một đấu một hay không? Hắn vừa hô lên, được huyền khí gia tăng, âm thanh giống như tiếng sấm vang vọng ở trong cả đại điện. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp cùng người mặc áo đen này. Người mặc áo đen này rõ ràng không ngờ được Dương Diệp sẽ làm như vậy, hắn lập tức ngây người, mà vào lúc này, Dương Diệp lại nói. Muốn đánh sao? Nghe vậy, trong cơ thể người mặc áo đen này đột nhiên tuôn ra một tia khí tức cường đại, mà vào lúc này, một lão già cầm quải trượng màu đen trong tay đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người.
Lão già liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng người mặc áo đen này, sau đó nói. Chẳng lẽ hai vị không biết quy định của nơi này sao? Người mặc áo đen này đang muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Hắn đang uy hiếp này ta, nói ta không cho hắn trái cây, hắn lại muốn giết ta. Mọi người! Lão già kia liếc nhìn người mặc áo đen, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Hắn chỉ là uy hiếp ngươi, tuyệt đối sẽ không ra tay. Dương Diệp nói. Ta cũng không ra tay. Lão già nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Nếu như hai vị có ân oán cá nhân, mời đi ra ngoài giải quyết. Nếu như ra tay ở trong này thì phải tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người rời đi, đi được hai bước, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía người mặc áo đen này. Đi ra ngoài, chúng ta một đấu một công bằng, ta bảo đảm không kêu người. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tay của người mặc áo đen này đột nhiên run rẩy. Không kêu người, đây là muốn nói, có người để kêu sao? Không thể không nói, lúc này người mặc áo đen này không vững tin lắm, bởi vì Dương Diệp quá tự tin, bộ dạng ăn chắc hắn. Lúc này, Dương Diệp đã đi ra khỏi đại điện, tuy nhiên, mới vừa ra khỏi đại điện, hắn đã quay đầu nhìn về phía trong điện nói. Mạc huynh, đạo huynh, các ngươi nhìn là được, không cần phải ra tay đâu, ta chỉ một đấu một cùng hắn thôi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mọi người trong điện đều liếc mắt. Nhìn nhau. Ai là Mạc huynh, ai là đạo huynh? Rất nhanh, tất cả mọi người ở đó nhìn về phía người mặc áo đen này. Lúc này, người mặc áo đen này không vững tin. Đây nói rõ là đi cả nhóm tới. Mà hắn chỉ có một mình. Có nên đi hay không? Lúc này, người mặc áo đen có chút khó xử không đi thì thật sự quá mất mặt. Nhưng bỏ đi, người trước mắt này rõ ràng có sự giúp đỡ. Im lặng một lúc, người mặc áo đen đã ra khỏi đại điện, tuy nhiên, hắn không đi một đấu một cùng Dương Diệp, mà trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng. Thật ra hắn cũng không muốn một đấu một cùng đối phương, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cách nào giết chết một cường giả chuẩn minh cảnh. Đánh với đối phương, kết quả tốt nhất, đơn giản chính là cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Mà vừa rồi sở dĩ hắn làm như vậy, ngoại trừ trấn áp người mặc áo đen, còn có ý trấn áp những người trong điện này, bởi vì niết bàn quả vừa rồi, trong điện có rất nhiều người nhất định đã để mắt tới hắn. Nếu như không trấn áp được một lúc, đợi nữa thì có khả năng thật sự sẽ có rất nhiều phiền phức đấy, mà hiện tại xem ra, có hiệu quả rất rõ ràng. Dương Diệp tuyệt đối không rời đi như vậy, mà một lần nữa trở lại đại điện, mà giờ phút này, trong đại điện đã khôi phục lại bình thường. Tất cả đều là cường giả chuẩn minh cảnh, đối với Dương Diệp, bọn họ chỉ có chút đề phòng, mà không phải sợ hãi, đừng nói sợ hãi, kiêng kỵ cũng chưa nói tới đâu. Có thể đi vào nơi này, có ai mà không có chút tài năng. Đúng lúc này, một mùi rất thơm đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong điện. Bán ra một viên chân linh quả, chỉ đổi vật có giá trị, người nào có ý mời qua đây. Nghe được âm thanh này. Dương Diệp phát hiện tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Mà lúc này, Tiểu Bạch lại xuất hiện ở trên bả vai của hắn, hướng Tiểu Bạch nhìn cũng là nơi phát ra âm thanh này. Dương Diệp phát hiện, trong mắt Tiểu Bạch lại đang phát ánh sáng. Dương Diệp vỗ nhẹ vào trán mình, Tiểu Bạch này biến thành như vậy từ lúc nào vậy? Nhìn thấy bảo bối liền muốn à? Đúng lúc này, những người trong điện đều vây quanh người phát ra giọng nói kia. Dương Diệp liếc nhìn một nam tử trung niên bị mọi người vây vào giữa. Nam tử trung niên tuyệt đối không đeo mặt nạ, cũng không che giấu gương mặt của mình. Ám đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Biết đây là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu. Ám nghĩ. Thế giới này không có chân linh quả, nó cũng chỉ có ở thượng giới. Vật này cũng không tầm thường đâu, còn tốt hơn viên niết bàn quả của ngươi. Nó có tác dụng gì? Dương Diệp nói. Ám nhìn về phía Dương Diệp. Chân linh quả, nếu như ngươi dùng thì có khả năng trực tiếp đạt được chân cảnh tứ đoạn. Đương nhiên, nếu để cho ngươi dùng lại quá lãng phí. Thứ này để cho chúng ta dùng mới có hiệu quả lớn nhất. Bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong nó rất đặc biệt, có thể chứa ở trong cơ thể của chúng ta, những năng lượng khác, ở thời điểm quan trọng, chúng ta có thể dùng tới phòng ngự, cũng có thể dùng để tăng cường lực lượng của chúng ta. Dương Diệp nói. Phòng ngự là có ý gì? Ám nói.
Nói một cách đơn giản, nếu như ở thời điểm quan trọng phát động lực lượng này, ít nhất có thể ngăn cản được hai đòn toàn lực của bốn đại thiên tôn. Nếu như hóa thành lực lượng phát động ra ngoài, có khả năng một đòn giết chết một cường giả chuẩn minh cảnh, đương nhiên chỉ có thể phá hủy cơ thể của đối phương. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp có phần kinh ngạc, nếu quả thật giống như ám nói, vậy chân linh quả thật sự là một đồ tốt đấy. Ám nói, cùng với nói là chân linh quả, còn không bằng nói là quả bảo toàn tính mạng. Đi thôi, chúng ta đi xem thử. Dương Diệp khẽ gật đầu, theo ám đi tới trong đám người, lúc này, những người xung quanh nam tử trung niên này đều đang không ngừng lấy ra từng bảo vật, nhưng nam tử trung tuổi kia lại toàn lắc đầu, rõ ràng hắn không thỏa mãn với vật nào. Đúng lúc này, một lão già mặc áo bào xa hoa đột nhiên nói. Các hạ, ngươi nói thẳng ngươi cần gì, nếu như chúng ta có và bằng lòng, tất nhiên sẽ đổi với ngươi. Nếu không ngươi cứ làm như vậy, cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Nam tử trung tuổi kia nhìn về phía lão già áo bào xa hoa này. Bảo vật tốt nhất của ngươi là gì? Lão già áo bào xa hoa lắc đầu. Chủ yếu là các hạ muốn cái gì? Nam tử trung niên mỉm cười. Thứ ta muốn, ngươi hẳn không có. Lão già áo bào xa hoa liếc nhìn nam tử trung niên và không nói nữa. Lúc này, Dương Diệp cùng ám đi tới trước mặt nam tử trung niên kia, cổ tay của nam tử trung tuổi kia thoáng động, sau đó chân linh quả này xuất hiện ở trong tay hắn. Chân linh quả có hơi lớn, còn to hơn nắm đấm của người bình thường, trong suốt lấp lánh, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Nhìn thấy trái cây này, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đưa chân linh quả tới trước mặt Tiểu Bạch, nói. Muốn không? Tiểu Bạch vội vàng khẽ gật đầu. Tặng cho ngươi. Nam tử trung niên đột nhiên nói. Tất cả mọi người ở đó sửng sốt, bao gồm cả Dương Diệp. Lúc này, nam tử trung niên lại nói. Tuy nhiên có một điều kiện nho nhỏ, điều kiện này rất đơn giản. Nói xong, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói tiếp. Chỉ cần hắn giao thanh kiếm kia cho ta. Ta lại tặng trái cây này cho ngươi, thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Kiếm. Dương Diệp biết, đối phương nói chắc chắn chính là kiếm gỗ. Nam tử trung niên trước mắt này đã nhận ra hắn. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng nhìn nam tử trung niên, sau đó lại nhìn Dương Diệp, lúc này, nàng cũng cảm giác có điều gì đó không ổn. Nàng bay đến trên vai Dương Diệp, tuy nhiên, ánh mắt nàng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được rơi vào trên trái cây kia. Lúc này, nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Thế nào? Dương Diệp nói. Ngươi là ai? Có quan trọng không? Nam tử trung niên nói. Dương Diệp nói. Quả thật không quan trọng, tuy nhiên, xin lỗi, ta không muốn trao đổi với ngươi. Nam tử trung niên mỉm cười. Quên đi. Nói xong, hắn thu hồi chân linh quả trong tay, sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nam tử trung niên rời khỏi đại điện. Mà sau khi nam tử trung niên rời khỏi đại điện không lâu, một số người trong đại điện cũng theo đó rời đi. Sắp xảy ra chuyện rồi. Bên cạnh Dương Diệp, ám đột nhiên nói. Đi xem thử đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người cũng biến mất khỏi trong điện. Hai người mới ra khỏi đại điện, đột nhiên. Ở phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ lớn này vang lên, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt. Dương Diệp cùng ám liếc mắt nhìn nhau, ám nói. Quả nhiên, có người vẫn không nhịn được, bắt đầu ra tay. Đáng tiếc, hơn phân nửa đều là đi chịu chết. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Ám nói. Nếu người kia dám lấy ra chân linh quả ở trước mặt mọi người, lại không che giấu mình, vậy nhất định là có lòng tin với thực lực của mình. Người như thế... tuyệt đối không phải là một người hiền lành gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong không trung xa xôi, từng năng lượng cường đại đang không ngừng chớp hiện. Nhìn một lát, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía ám. Vì sao hắn nhận ra ta? Ám nói. Không cần quá bất ngờ như vậy, ở chỗ này có thể có vô số người, muốn tìm được ngươi, cũng không phải quá khó khăn với một số người. Lại giống như thiên võng ta. Ngoại trừ ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn ra, ngươi muốn tìm ai, ta đều có thể tìm được cho ngươi trong một ngày. Dương Diệp đang muốn nói, đột nhiên, phía xa đã bình tĩnh lại. Kết thúc rồi. Ám nói. Lúc này,
nam tử trung tuổi kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Ám. Nam tử trung niên liếc nhìn Ám, sau đó cười nói. Không ngờ được, đại thủ lĩnh Thiên Võng lại có thể sẽ liên minh cùng một người chỉ là chân cảnh nhị đoạn. Ám nói. Nếu như ta không đoán sai, các hạ chắc là cổ đế một trong năm đại đế. Nam tử trung niên cười nói. Không hổ danh là thủ lĩnh của Thiên Võng, ngoại trừ bốn đại thiên tôn cùng ba đại cổ tu giả, ai cũng không thoát ánh mắt Thiên Võng của ngươi. Năm đại đế. Dương Diệp nhìn về phía Ám. Ám nói. Dưới ba đại cổ tu giả, bốn đại thiên tôn, chính là năm đại đế. Dạ đế cũng là một trong số đó, vị trước mắt chúng ta đây tên là Cổ Huyền Thương cũng chính là cổ đế. Nam tử trung niên tên là Cổ Huyền Thương khẽ cười. Đế với không đế cái gì chứ, đều chỉ là chút hư danh vô dụng mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thật sự không đổi sao? Tuy nhiên quả này không bằng được kiếm kia của ngươi, nhưng đối bây giờ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Dương Diệp lắc đầu, kiếm gỗ có tác dụng rất lớn với hắn. Hơn nữa, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không bằng lòng cầm kiếm đi đổi trái cây. Trong mắt Cổ Huyền Thương lóe lên một tia đáng tiếc. Quả nhiên vẫn thất bại. Dương Diệp liếc nhìn Cổ Huyền Thương, sau đó nói. Các hạ có thể cướp, hoặc để lộ ra vị trí của ta. Có lợi cho ta sao? Cổ Huyền Thương nói. Ta muốn cướp, lấy thực lực của ngươi, có lẽ ta có thể đánh bại ngươi, nhưng ta căn bản không có cách nào giết chết được ngươi. Khi đó cướp được, nhưng làm cho người đời đều biết thanh kiếm ở trong tay ta, ta cũng không muốn bị vô số người nhằm vào. Nếu không thành công, bản thân ta sẽ xuất hiện thêm một kẻ địch. Chuyện làm ăn lỗ vốn này, ta sẽ không làm. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nở nụ cười, cổ đế này có chút thú vị. Lúc này, cổ đế nhìn về phía Dương Diệp. Nghe nói người cùng dạ đế có chút ân oán. Dương Diệp khẽ gật đầu. Là ân oán không chết không dừng. Cổ đế khẽ lắc đầu. Trong vòng 50 năm, người tốt nhất không nên nghĩ tới chuyện đi tìm hắn báo thù. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Cổ đế đạo. Người này có hậu trường, về phần hậu trường gì, cái này ta lại không thể nói được. Hơn nữa, hắn có quan hệ rất tốt với hai vị đại đế khác. Dù sao, người muốn giết hắn, người tốt nhất phải tìm thêm mấy người trợ giúp. Dương Diệp liếc nhìn cổ đế, lúc này, cổ đế nói. Ngươi đừng đánh chủ ý vào ta. Ta tuy không khiếp sợ dạ đế hắn, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức đi đối địch với đối phương. Dù sao, người cùng ta không thân không quen, ngươi nói xem. Dương Diệp nhún vai, không nói gì. Đúng lúc này, ba người đột nhiên đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ở cuối tầm mắt là lối đi màu xanh lam, mà giờ phút này, lối đi màu xanh lam đột nhiên bắt đầu chấn động. Cổ đế đạo. Lại có người xuống tìm cái chết. Dương Diệp. Rất nhanh, trong sự chú ý của ba người, trong lối đi màu xanh lam này đột nhiên có một người đi ra. Đi ra là một nam tử mặc khối giáp màu bạc, ở trong tay phải của nam tử này là một thanh trường thương màu bạc. Nhìn thấy nam tử này, cổ đế nhíu mày. Người này không đơn giản. Dương Diệp khẽ gật đầu, nam tử mặc giáp này từ thượng giới xuống, rõ ràng cũng bị tiêu hao rất lớn, bởi vì sắc mặt đối phương đặc biệt tái nhợt, hơn nữa, bộ giáp trên người đối phương này cũng đầy vết rạn nứt. Đúng lúc này, xung quanh nam tử mặc giáp đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức không rõ ràng, ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Không thể động vào người này, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một lực lượng trấn áp lòng người, khiến người ta không nhịn được phải run rẩy. Nghe được âm thanh này, cổ đế càng nhíu chặt chân mày. Sao vậy? Dương Diệp nói. Cổ đế trầm giọng nói. Đây là giọng nói của thiên tôn. Người này là ai, lại có thể làm cho một vị thiên tôn phải đứng ra? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc giáp này, lúc này, nam tử mặc giáp này nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Nhận lệnh của nhân quân xuống hạ giới tìm kiếm thanh kiếm này cùng một đầu người năm đó đã rơi xuống, nếu người nào biết tung tích của thanh kiếm này, có thể liên hệ với ta. Có lợi gì không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nam tử mặc giáp liếc nhìn nơi âm thanh này phát ra, sau đó nói. Có thể thu được một món bảo vật thượng phẩm đế cấp. Nghe vậy, ở đó đột nhiên im lặng, nhưng thoáng cái, rất nhiều âm thanh đột nhiên vang lên ở trong không trung. Kiếm ở trong tay của Dương Diệp. Bên dưới, Dương Diệp.
không trung, nam tử mặc giáp này nhíu mày. Dương Diệp là người nào? Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nam tử mặc giáp, sau đó nói. Người này là một kiếm tu ở hạ giới, thanh kiếm người nói lại ở trong tay của người này. Người này có tính cách thế nào? Nam tử mặc giáp lại nói. Người áo đen nói. Không có tính cách tốt, người này có thủ đoạn độc ác, làm việc rất quyết đoán đẫm máu, đúng rồi, hắn còn lĩnh ngộ sát ý đã đạt được minh cảnh. Dương Diệp. Trong không trung, vẻ mặt nam tử mặc giáp lạnh đi. Sát ý minh cảnh, đáng chết, kiếm này tự nhiên rơi vào trong tay người như vậy, thật là đáng chết. Nói xong, hắn nhìn về phía người áo đen kia. Bây giờ người này ở đâu? Người áo đen lắc đầu. Không biết, tuy nhiên, đối phương chắc hẳn ở Thiên Trụ Sơn này, bởi vì đối phương cũng muốn đi tới thượng giới. Tay phải của người mặc áo giáp thoáng động, một món vật phẩm lóe ra ánh sáng lấp lánh rơi vào trước mặt người áo đen kia, mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng, người áo đen kia liền trực tiếp cất vật kia đi, sau đó xoay người lập tức biến mất. Lúc này, người mặc áo giáp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ta ở chỗ này, nếu như có người nào biết tung tích của Dương Diệp thì có thể liên hệ với ta. Hễ là người cung cấp tin tức về Dương Diệp, có thể thu được một món bảo vật đế cấp thượng phẩm từ chỗ ta. Có thật vậy không? Lúc này, một giọng nói vang lên ở trong không trung. Thật! Người mặc áo giáp nói. Rất nhanh, ở đó liền bình tĩnh lại, rõ ràng những người trong bóng tối đều rời đi. Nguyên nhân, dĩ nhiên là đi tìm Dương Diệp. Bên dưới, cổ đế cùng ám bên cạnh Dương Diệp, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, nhưng huyền khí trong cơ thể đã âm thầm bắt đầu vận chuyển. Có chút hấp dẫn. Ám nói. Cổ đế khẽ gật đầu, đồng ý nói. Đặc biệt hấp dẫn, cũng đặc biệt động tâm, hơn nữa, còn dễ như trở bàn tay. Dương Diệp không nói gì. Đúng lúc này, cổ đế đột nhiên mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Vì sao? Cổ đế dừng bước lại. Mặc dù đồ tốt, nhưng đồ là vật chết, người là sống. Được một món vật phẩm, cùng được một người bạn, ta lựa chọn cái sau. Còn có một nguyên nhân nữa, tiểu tử, ta từng điều tra qua ngươi, thật ra, ngươi cũng không phải người có tội ác tày trời, sở dĩ ngươi gặp phiền toái nhiều như vậy, phần lớn đều do tính tham lam của con người. Hơn nữa, ta thích nhất một điểm của ngươi, chính là ngươi làm việc rất có nguyên tắc, nói tình nghĩa, còn có cá tình. Nói đến đây. Hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Ở nơi quỷ quái này, so với có thêm kẻ địch, ta càng hy vọng có thể có thêm một người bạn. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nhìn về phía ám, ám nói. Hắn nói không sai, ở nơi quỷ quái này, tốt nhất là có thêm vài bằng hữu, mà không phải có thêm hơn vài kẻ địch. Ngươi có biết vì sao ta không lựa chọn Dạ Đế, mà là lựa chọn ngươi không? Dương Diệp lắc đầu. Ám nói, bởi vì ta với Dạ Đế không làm bằng hữu được, người này giỏi về tâm kế, vì một vài chuyện, hắn có thể không từ thủ đoạn. Nhưng ngươi sẽ không làm vậy, ngươi rất có nguyên tắc, trái tim của ngươi còn có một tấm lòng son. Đương nhiên, còn có một điểm, chính là tiềm lực của ngươi. Ta tin tưởng sâu sắc, chỉ cần ngươi không chết, trong tương lai không xa, thế giới này sẽ không có người nào có thể ngăn cản được ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Ám nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra có nhiều người tới Thiên Võng ta yêu cầu chúng ta tìm ngươi. Trong đó, còn có một nhân vật lớn. Dương Diệp. Rất là nhiều người. Giờ phút này, vẻ mặt Dương Diệp tất nhiên có chút không dễ nhìn, đúng là sóng trước chưa yên, sóng sau lại tới, chuyện của Dạ Đế còn chưa giải quyết, thượng giới lại có một người tới, người này còn tới để lấy mạng hắn. Thật ra ngay vừa rồi. Hắn vốn muốn giao thanh kiếm gỗ ra. Cũng không phải hắn sợ nhân quân, mà thanh kiếm gỗ này có linh, đến bây giờ đối phương còn không nhận hắn làm chủ, hiển nhiên trong lòng vẫn xem nhân quân làm chủ nhân. Nhưng hắn không ngờ được, đối phương không chỉ cần kiếm gỗ, còn muốn mạng của hắn. Vào thời điểm này, hắn tất nhiên sẽ không giao ra thanh kiếm gỗ. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía ám. Ngươi nói nhân vật lớn là ai? Ám lắc đầu, đối phương yêu cầu giữ bí mật, cho nên không thể tiết lộ thân phận của đối phương, đây là quy định của Thiên Võng ta. Nói chung, bắt đầu từ bây giờ, người tốt nhất nên cẩn thận một chút.
Dương Diệp khẽ cười, bây giờ hắn xem như đã hiểu rõ lời nữ tử váy màu đỏ Tu Du Sơn này nói. Nhân quả, kiếm này mang đến cho hắn phiền phức, thật sự là vô cùng vô tận. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không giao thanh kiếm ra, trừ khi là thanh kiếm gỗ này tự mình muốn rời khỏi. Đúng lúc này, tất cả thiên trụ sơn đột nhiên chấn động mạnh. Dương Diệp nhìn về phía ám, mà ám lại nhìn về phía lối đi màu xanh lam không trung này. Người kia đang xé rách không gian chảy loạn. Đối phương muốn xuống sao? Dương Diệp nói. Ám khẽ gật đầu. Lần trước chỉ làm cho thiên trụ sơn rung nhẹ, mà bây giờ có động tĩnh lớn như vậy, nếu như ta không đoán sai, chậm nhất là ngày mai đối phương sẽ đi tới nơi này. Chỉ không biết lần này là vị đại năng nào của thượng giới tới đây. Dương Diệp nói. Bất kể là ai, người nơi này cũng sẽ không bỏ qua, đúng không? Ám nói. Bảo vật của thế giới chúng ta không có đế cấp, phải nói là rất ít, bảo vật đế cấp ngươi nhìn thấy được bây giờ, phần lớn đều cướp được từ trong tay của người thượng giới. Mọi người sở dĩ cướp những bảo vật này, mục đích thực sự là hy vọng đến lúc đó xông qua kết giới có thêm mấy phần bảo đảm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cố gắng giữ lấy thanh kiếm kia, sau này đi thượng giới nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bây giờ hắn không dự định giao thanh kiếm gỗ này ra. Về phần những người tới tìm hắn, chỉ cần thiên võng không lộ ra vị trí của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, những người này không tìm được hắn. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp cùng ám đô tìm một chỗ ẩn nấp và chờ đợi. Bây giờ bọn họ cùng rất nhiều cường giả xung quanh ẩn nấp trong bóng tối, tất cả đều đang chờ, chờ người từ thượng giới xuống. Thiên trụ sơn chấn động càng lúc càng nhiều. Trong bóng tối, Dương Diệp bước vào trong Hồng Mông Tháp. Mới vừa tiến vào trong tháp, hắn đột nhiên sửng sốt. Bởi vì linh khí tầng thứ nhất này cực kỳ nồng đậm, mức độ đã vượt qua cả không khí. Tiểu Bạch. Dương Diệp lập tức nghĩ đến Tiểu Bạch, rất nhanh, hắn tìm được Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch đang đứng ở trên kiếm gỗ và phun ra linh khí. Ở bên cạnh nàng là Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ, lúc này, Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Nàng đang làm gì vậy? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tiểu tử này nuốt mất hạt châu kia. Sau đó, hạt châu kia có linh khí quá nhiều, nàng quá no, sau đó nàng lại bắt đầu phun bên ngoài, đã phun rất lâu rồi. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nói. Nàng phải phun trong bao lâu? Cùng Kỳ lắc đầu. Không biết, tuy nhiên đây là chuyện tốt, thế giới này có linh khí càng thêm nồng đậm. Tốc độ tháp này khôi phục lại càng nhanh, hoặc nói, tốc độ giải phong lại càng nhanh. Ta tin tưởng, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đi tới tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tầng thứ tư là cánh tay chiến thần, bên trong tầng thứ năm lại có thứ gì? Hắn hơi tò mò, cũng có chút mong đợi. Một lát sau, Dương Diệp không để ý tới Tiểu Bạch phun linh khí nữa, mà rời khỏi đó. Ở một chỗ bờ biển. Một nam một nữ đang ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ biển, nam tử mặc áo xanh, nữ tử lại mặc váy tím. Nam tử dĩ nhiên là Dương Diệp, nữ tử là Tử Nhi. Tử Nhi dựa ở trên vai của Dương Diệp, ánh mắt nàng lại nhìn về phía biển rộng ngoài xa. Ta hơi nhớ đại lục huyền giả. Nhớ gì? Dương Diệp khẽ nói. Tử Nhi quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cười. Nhớ ngươi năm đó, khi đó, ngươi vẫn thường cần ta giúp. Nói đến đây, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên biến mất, có chút cô đơn. Không giống như bây giờ, ta không có cách nào giúp gì được cho ngươi cả. Dương Diệp đưa tay khẽ xoa đầu Tử Nhi, khẽ nói. Trước kia là nàng bảo vệ ta, bây giờ đổi ta bảo vệ nàng, chẳng lẽ không được sao? Tử Nhi liếc nhìn Dương Diệp không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào vai của Dương Diệp. Hai canh giờ sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp vừa rời khỏi Hồng Mông Tháp, Tiểu Thiên cùng một nữ tử lại xuất hiện ở bên cạnh Tử Nhi. Tử Nhi nhìn biển rộng vô biên vô hạn khẽ nói. Tiểu Thiên tỷ, ta đồng ý với yêu cầu kia. Tiểu Thiên lắc đầu. Không được, ta muốn đi nói với hắn. Tử Nhi quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tỷ tỷ có thể cảm nhận được điều này không? Loại cảm giác chỉ có thể nhìn người mình thích hăng hái chiến đấu một mình. Tiểu Thiên im lặng. Tử Nhi quay đầu lại nhìn về phía biển rộng. Ta không muốn trở thành một bình hoa bên cạnh hắn.
Ta muốn trở thành pháo hoa này, cho dù chỉ có sáng trong giây lát, ta cũng phải muốn cháy lên vì hắn, cho dù vì thế mà phải trả giá lớn thế nào đi nữa. Tiểu Thiên lắc đầu. Các ngươi, ôi, Dương Diệp vừa trở lại trong hiện thực, tất cả Thiên Trụ Sơn liền một lần nữa chấn động kịch liệt. Lúc này, ám xuất hiện ở bên cạnh hắn, ám liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chắc hẳn sắp đến rồi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lối đi màu xanh lam này, hắn cũng hơi tò mò, lần này rốt cuộc sẽ là vị đại lão nào xuống. Vì sao phía ác trên có nhiều người chạy xuống vậy? Dương Diệp đột nhiên nói. Ám nói. Ngay từ lúc đầu, chúng ta cũng rất nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, chúng ta nhận được một tê cần tức. Đó chính là rất nhiều người xuống, dường như muốn tìm đồ gì đó. Tìm kiếm đồ. Dương Diệp ngây người, rất nhanh, sắc mặt hắn có chút cổ quái. Những người sẽ không phải tới tìm kiếm Hồng Mông Tháp chứ. Tuy nhiên cũng có khả năng, đồ này ở thượng giới chính là chí bảo đứng đầu nhân tộc, sẽ có không ít người muốn nhận được nó. Lúc này, ám lại nói. Đương nhiên, phần nhiều là bởi vì bị người ở thượng giới đuổi giết, hoặc là chọc phải tai họa gì đó, đành phải trốn xuống. Còn có vài nguyên nhân linh tinh, tuy nhiên, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là bọn họ đến tăng thêm rất nhiều cơ hội cho chúng ta, cơ hội đi tới thế giới lớn. Dương Diệp lắc đầu, dưới tình hình chung, đều là người thượng giới bắt nạt hạ giới, mà bây giờ, lại là người hạ giới đánh cướp người thượng giới. Đúng lúc này, Thiên Trụ Sơn vốn đang chấn động nhẹ đột nhiên ngừng lại. Ám trầm giọng nói, đã thành công xé rách không gian chảy loạn, cẩn thận một chút, vị xuống lần này tuyệt đối là một kẻ cánh cứng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không thể không nói, bây giờ hắn cũng có chút kích động. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện chủ động đánh cướp này, nhưng đánh cướp cùng nhiều người như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Bất kể là ai, lần đầu tiên đều sẽ có chút khẩn trương. Đúng lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên hiện ra. Dương Diệp cùng ám đồng thời biến sắc, bởi vì mặc dù luồng khí tức kia chỉ chợt lóe lên, nhưng trong chớp mắt này đã làm cho bọn họ cảm giác được một áp lực nặng nề. Bốn đại thiên tôn. Dương Diệp hỏi. Ám khẽ lắc đầu. Chắc hẳn không phải, trừ khi tình huống đặc biệt, nếu không, bốn người bọn họ sẽ không tới đây. Bởi vì đánh cướp là trò chơi còn lại của bọn họ. Trò chơi còn lại. Dương Diệp. Lúc này, ám trầm giọng nói. Có thể là một trong năm đại đế. Dương Diệp nhìn về phía ám. Người cùng dạ đế, ai mạnh hơn? Đánh ngoài sáng. Trong vòng trăm chiêu hắn có thể giết ta. Ám nói. Trong tối, ta có 5 phần nắm chắc có thể giết hắn, đương nhiên cũng có khả năng bị hắn giết ngược lại. Trong lòng Dương Diệp trầm xuống. Trước đây hắn đã đánh với dạ đế, tuy nhiên, hắn không có một khái niệm rõ ràng với thực lực của đối phương. Hiện tại xem ra, thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều. Lúc này, ám nói. Không có việc gì, bây giờ ngươi đánh không lại hắn. Nhưng sau này ngươi nhất định có thể làm được. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, lối đi màu xanh lam trong không trung này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Tới rồi. Ám trầm giọng nói. Giờ phút này, tất cả cường giả trong bóng tối đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía lối đi màu xanh lam này. Dương Diệp cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó, cuối cùng là vị đại năng nào sẽ xuống. Thời gian trôi qua, cuối cùng. Lối đi màu xanh lam này chấn động càng lúc càng nhanh. Khoảng sau một khắc, một khí tức cực kỳ cường đại đột nhiên từ trong đó lao ra, khi khí tức này xuất hiện, trong chớp mắt vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi. Bao gồm cả Dương Diệp cùng ám. Bởi vì khí tức này xuất hiện, tự nhiên làm cho hắn thiếu chút nữa còng lưng xuống. Thật mạnh! Giờ phút này, Dương Diệp đã bỏ qua ý định đánh cướp. Người tới tuyệt đối không phải là người bình thường. Đi đánh cướp chính là tìm đường chết. Đúng lúc này, một ánh lửa đột nhiên từ trong lối đi màu xanh lam này vọt ra, sau đó tuyệt đối không rời đi, mà dừng ở tại chỗ. Giờ phút này, tất cả mọi người thấy rõ. Ở trong ánh lửa là cơ thể một con khỉ màu đỏ, mà mắt của con khỉ này không ngờ là hai ngọn lửa. Mà ở trên thân con khỉ đầy vết nứt, những vết nứt sâu đủ để nhìn thấy rõ ràng nội tạng bên trong. Hơn nữa, ở lồng ngực Sia con khỉ kia còn in một dấu bàn tay màu vàng trực tiếp làm trước ngực của con khỉ lõm xuống, khiến trước ngực nó bị biến hình nghiêm trọng. Bị thương nặng. Đây là ý nghĩ đầu tiên của mọi người. Rất nhanh, ba bóng đen đột nhiên lao về phía con khỉ này.
khí tức phát ra trên người ba bóng đen này đều rất mạnh, căn bản không kém hơn ám. Rõ ràng, đây là cường giả chuẩn minh cảnh, hơn nữa ba người này hiển nhiên đang liên thủ. Đúng lúc này, con khỉ này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ba bóng đen, trong phút chốc, trong tay nó đột nhiên có thêm một cây gậy dài màu vàng. Khi cây gậy dài màu vàng này xuất hiện ở trong tay của con khỉ, một khí thế tàn ác lập tức từ trong cơ thể của con khỉ cuốn ra ngoài, trong phút chốc, tay phải của nó cầm cây gậy dài màu vàng này đảo qua trước mặt. Ở đó, theo một đường ánh sáng màu vàng hiện lên, ba người trước mặt con khỉ kia trực tiếp biến mất không thấy. Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ căn bản không phát hiện ra ba người kia biến mất thế nào. Phía chân trời, con khỉ này nhìn lướt qua xung quanh, nó lại muốn ra tay lần nữa, nhưng vào lúc này, lối đi màu xanh lam phía sau nó đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Thấy cảnh tượng như vậy, con khỉ này lập tức nhíu mày. Thoáng cái, nó trực tiếp biến mất. Trong bóng tối, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì bọn họ căn bản không có phát hiện con khỉ này biến mất thế nào. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là con khỉ này có tốc độ vượt qua bọn họ rất nhiều. Sau khi con khỉ biến mất không lâu, một ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trong lối đi màu xanh lam này vọt ra. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía ánh sáng màu vàng, nhưng mọi người không thấy gì cả, vì căn bản không có cách nào nhìn thấu ánh sáng này. Rất nhanh, ánh sáng màu vàng này chậm rãi tiêu tan. Tiếp theo, một nam tử đầu trọc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nam tử đầu trọc mặc một bộ trường bào màu vàng, trước ngực treo một chuỗi hạt châu, mà quanh người hắn có ánh sáng màu vàng lượn lờ, cho người ta một cảm giác trang nghiêm cùng thần thánh. Nam tử đầu trọc nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Con khỉ này trời sinh tính tình hung bạo, thực lực còn rất mạnh mẽ, nếu như các vị gặp phải thì tuyệt đối không được đắc tội nó, để tránh gặp họa sát sinh. Nói xong, thân hình hắn run lên, lập tức biến mất. Ở đó trở nên yên tĩnh. Không ai đuổi theo. Nói đùa, vừa nãy con khỉ này chỉ dùng một côn quét chết ba vị cường giả chuẩn minh cảnh. Hơn nữa đối phương còn trong trạng thái bị thương, cũng chỉ có bốn đại thiên tôn cùng ba đại cổ tu giả mới có thể có năng lực này. Dương Diệp cùng ám cũng không đuổi theo, bọn họ không muốn đi tìm chết. Lúc này, ám nói. Ta phải về thiên võng, bản thân ngươi cẩn thận một chút, tuy nhiên thiên võng ta không nhận tìm ngươi, nhưng cái này cũng không đại biểu người khác không tìm được ngươi. Hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp mặt, từ biệt. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Ám đi rồi, tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, sau đó nói. Cùng Kỳ lão huynh, con khỉ vừa rồi là yêu tộc các ngươi sao? Cùng Kỳ nói. Đúng. Ngươi biết sao? Dương Diệp nói. Cùng Kỳ nói. Ngươi biết vì sao quan hệ giữa yêu tộc cùng nhân tộc căng thẳng như vậy không? Vì sao? Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ nói. Bởi vì yêu tộc không thống nhất, ở trong yêu tộc có vô số yêu vương. Vị vừa rồi cũng là một vị yêu vương. Tuy nhiên, yêu vương này không bình thường, ở trong yêu tộc đối phương có uy vọng rất cao. Chỉ không rõ tại sao hắn lại bị đuổi giết đến hạ giới. Dương Diệp trầm giọng nói. Sợ rằng thế giới này sắp không yên ổn. Đã không yên ổn rồi. Cùng Kỳ nói. Những người này, mỗi một người xuống sẽ phá hủy nghiêm trọng cân bằng của thế giới này. Tiểu tử, người phải mau chóng tăng thực lực lên, đặc biệt cảnh giới của ngươi. Cảnh giới là căn bản, chỉ có cảnh giới tăng lên, lực lượng thân thể cùng linh hồn, còn có tinh thần của ngươi mới có thể nhận được nâng cao theo. Đáng tiếc, con người ngươi có quá nhiều chuyện phiền toái, căn bản không có quá nhiều thời gian ngồi xuống yên tĩnh tu luyện. Dương Diệp im lặng, thực lực của hắn bây giờ đã nhận được nâng cao rất lớn, nhưng người xuất hiện là những người nào? Tất cả đều là mấy lão quái vật vạn năm, những người này, đừng nói hắn bây giờ chỉ có miễn cưỡng có thể chống lại cường giả thực lực chuẩn minh cảnh. Cho dù là cường giả chuẩn minh cảnh ở trước mặt những người này cũng không đủ nhìn đâu. Tu luyện. Điên cuồng tu luyện. Dương Diệp trở lại hiện thực, hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó thân hình run lên, rời khỏi Thiên Trụ Sơn. Sau khi rời khỏi Thiên Trụ Sơn không lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại ở trong không trung, trong phút chốc, hắn xoay người đánh một quyền về phía bên phải. Cách bên tay phải của hắn mấy trăm trượng có một tiếng động nặng nề đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một người áo đen xuất hiện. Là ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Người áo đen trước mắt kia chính là người trao đổi hạt châu với hắn không thành ở trong đại điện kia. Người áo đen nói.
ngươi không phải có bằng hữu sao? Tới đi, gọi ra đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, rõ ràng người trước mắt này đã hiểu rõ. Đối phương chắc chắn âm thầm điều tra qua hắn, biết trước đó hắn chỉ hù dọa. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Đổi nơi khác đánh chứ? Tùy ngươi. Người áo đen nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, thân hình run lên và phóng lên cao. Khí tức người bóng đen này lập tức phong tỏa hắn, sau đó lao tới phía sau hắn. Sau khi bước vào trong tinh không mênh mông, Dương Diệp đi tới một viên tinh cầu yên tĩnh. Hắn vừa hạ xuống đất, người áo đen kia đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Người áo đen đang muốn nói, Dương Diệp đã xoay người đánh một quyền về phía người áo. Đen. Ầm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, người áo đen kia trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh đến ngoài nghìn trượng. Phía xa, người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không ngờ được là thể tu, đúng là khó thấy, có chút thú vị. Ngươi. Mà vào lúc này, giọng nói của hắn ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo, Dương Diệp trực tiếp đánh một quyền về phía hắn. Bây giờ cách thức tấn công của Dương Diệp rất đơn giản, chính là nắm đấm. Nhất lực hàng thập hội, đúng lúc này, trong tay người áo đen kia đột nhiên có thêm một cái ô màu đen, thoáng cái, một ánh sáng màu đen chói mắt từ trong cái ô này chợt bạo phát ra. Khi luồng ánh xé nhột di màu đen này xuất hiện, trong chớp mắt, hai mắt Dương Diệp lập tức cảm giác đau đớn, ngay sau đó, hắn cảm giác trước ngực mình như bị quả chùy đánh trúng. Ầm. Lực lượng kia trực tiếp đẩy hắn liên tiếp lùi lại phía sau, trong quá trình lùi lại, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên chợt biến đổi, bởi vì chẳng biết cái ô màu đen này đã xu cất hiện ở đỉnh đầu hắn từ lúc nào, ngay sau đó, một chùm tia sáng hình cung từ trong đó trực tiếp bắn về phía hắn. Không dám khinh thường. Chân phải của Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, cả người chợt hiện ra ở vị trí cách bên phải trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, cái ô màu đen này vẫn không biến mất. Chùm tia sáng màu đen hình cung đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Không né tránh, tay phải của Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh lên trên. Ầm. Khi lực lượng Dương Diệp cùng ánh sáng màu đen hình đường cong này va chạm vào nhau, Dương Diệp trực tiếp bị đánh rơi xuống dưới. Tuy nhiên, ánh sáng màu đen hình đường cong này cũng bị một quyền này của hắn đập thành mảnh nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu, một chùm tia sáng màu đen từ bên trong cái ô này bắn ra nhanh như điện chớp. Sau đó lập tức đánh vào bên trên đầu Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt người áo đen kia phía xa lập tức khẽ cười, nhưng chẳng bao lâu, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Bởi vì Dương Diệp vốn bị đánh đến mặt đất đột nhiên đứng lên. Bên dưới, tay phải của Dương Diệp vỗ nhẹ đầu mình vài cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen kia. Hóa ra, thứ này tổn thương nhẹ như vậy à? Trước đó... Hắn vẫn không dám sử dụng cơ thể mình cứng rắn chống lại ánh sáng màu đen này, dù sao, ánh sáng màu đen này thoạt nhìn cũng rất lợi hại. Nhưng hắn không ngờ được, khi đầu hắn cùng ánh sáng màu đen này cứng rắn va chạm, hắn phát hiện, ánh sáng màu đen này tuyệt đối không mạnh như hắn tưởng tượng vậy, đầu hắn chỉ cảm giác có chút choáng váng, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình thường. Hắn coi thường cơ thể của bản thân mình. Mức độ cơ thể hắn còn khủng khiếp hơn hắn nghĩ. Phía xa. Người áo đen kia nhìn chằm chằm Dương Diệp. Vì sao ngươi không có việc gì? Dương Diệp không nói một lời, thân hình hắn run lên, đi thẳng tới trước mặt người áo đen kia, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, đánh tới. Lúc này, cái ô màu đen này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người áo đen, ngay sau đó, một ánh sáng màu đen chói mắt phóng ra. Hai mắt Dương Diệp lập tức cảm giác đau đớn, tuy nhiên cũng may hắn có đề phòng, tay trái vội vàng đánh ra một quyền. Khi một quyền tay trái đánh ra trong chớp mắt này, tay phải hắn lại vội vàng đánh tiếp một quyền. Ầm 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 ầm, ở đó có từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Giờ phút này Dương Diệp giống như phát điên vậy, hai tay liên tục đánh vào người áo đen kia. Hắn đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, cũng không quan tâm tới những ánh sáng màu đen này, mặc cho cái ô của người áo đen kia phóng ra ánh sáng màu đen đánh về phía hắn. Nhưng người áo đen kia cũng không dám không đề phòng. Cũng chính vì vậy, bây giờ người áo đen kia hoàn toàn bị Dương Diệp áp chế. Giờ phút này, Dương Diệp càng đánh càng hưng phấn. Dùng nắm đấm đánh mặt đất và đánh người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mặt đất sẽ không chuyển động, một quyền của ngươi tạo thành phá hủy lớn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng người lại khác, người sẽ né tránh, sẽ phản kích, hơn nữa cũng sẽ phóng ra lực lượng mạnh mẽ. Dần dần,
cái ô màu đen của người áo đen kia bắt đầu xuất hiện vết rạn. Đúng lúc này, thân hình người áo đen kia lóe lên, trực tiếp lùi đến ngoài nghìn trượng, trong phút chốc, huyền khí trong cơ thể hắn giống như vỡ đê, tràn vào trong cái ô màu đen này, trong chớp mắt này, cái ô màu đen đột nhiên lớn lên, chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành trăm trượng, sau đó trở lại đỉnh đầu của Dương Diệp. Lúc này, người áo đen kia cũng đứng ở trên cái ô màu đen này. Hoàng Tuyền Lạc. Lúc này, ở đó đột nhiên vang lên giọng nói của người áo đen kia. Trong phút chốc, rất nhiều chùm tia sáng màu đen nhỏ như lông trâu từ trong cái ô khổng lồ này chiếu tới, hoàn toàn che phủ Dương Diệp. Những chùm tia sáng màu đen đều đâm vào trên thân Dương Diệp lập tức cảm giác toàn thân giống như bị kim đâm. Không dám khinh thường, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh vào trong không trung. Ầm ầm. Rất nhiều chùm tia sáng màu đen trực tiếp bị lực lượng của hắn phá tan ra, nhưng, phá tan một nhóm, lại lập tức xuất hiện một nhóm khác, dường như vô cùng vô tận. Giờ phút này, Dương Diệp nhíu mày, hắn vẫn quá coi thường khả năng của cường giả chuẩn minh cảnh. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không hắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không che giấu thực lực nữa. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Trong phút chốc, một đường kiếm quang trực tiếp đâm vào giữa cái ô màu đen này, cái ô đen lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó, nó bắt đầu rạn nứt từng mảng lớn. Phá! Giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ầm! Cái ô đen này ầm ầm vỡ nát thành mảnh nhỏ bay khắp trời. Đúng lúc này, Thiên Trụ Sơn đột nhiên sôi trào. Dương Diệp xuất hiện, không biết là ai truyền ra những lời này. Nó giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn tới mỗi góc của Thiên Trụ Sơn. Trong nháy mắt, rất nhiều chùm tia sáng từ các nơi của Thiên Trụ Sơn phóng lên cao, sau đó bắn nhanh về phía sâu trong tinh không này. Trên tinh cầu yên tĩnh, khi cái ô kia bị phá, vào giây phút đó người áo đen kia lập tức lùi về phía sau đủ vạn trượng, kéo dài khoảng cách cùng Dương Diệp. Người áo đen trầm giọng nói. Ngươi là Dương Diệp. Cách đó không xa, Dương Diệp cũng không bất ngờ. Khi hắn lấy kiếm ra, trong giây phút đó chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm thân phận của mình nữa. Trận chiến vừa rồi làm cho hắn biết, muốn đơn thuần sử dụng cơ thể giết chết một cường giả chuẩn minh cảnh thì căn bản không có khả năng. Cơ thể hắn bây giờ nhiều lắm chỉ có thể chống lại một tên cường giả chuẩn minh cảnh. Dương Diệp tay cầm kiếm gỗ, đang muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên, không gian ở trước mặt hắn bắt đầu chấn động, rất nhanh, một âm thanh vang lên ở trong đầu hắn. Chạy mau! Đây là giọng nói của ám, trốn à? Dương Diệp nhíu mày, đúng lúc này, giọng nói của ám lại vang lên. Lập tức trốn đi. Dương Diệp không do dự nữa, hắn liếc nhìn người áo đen kia, sau đó thân hình run lên, hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Muốn chạy trốn à, có thể dễ dàng như vậy sao? Người áo đen kia hừ lạnh một tiếng, lập tức cơ thể thoáng động đuổi theo về phía Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp đó chính là một bảo bối. Nếu như có thể giết được Dương Diệp sẽ thu được kiếm gỗ này chính là thần vật đấy. Cho dù không giết được Dương Diệp, chỉ cần kìm chế hắn, khi đó cũng có thể thu được một món bảo vật đế cấp hạ phẩm. Giờ phút này, trong lòng người áo đen rất kích động. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trong tinh không mênh mông, ngay từ lúc đầu, hắn còn không hiểu ý của ám, nhưng khi hắn rời khỏi viên tinh cầu yên tĩnh kia, hắn đã hiểu rõ. Bởi vì mấy khí thức cường đại đang bao phủ về phía viên tinh cầu yên tĩnh kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Có rất nhiều người muốn hắn chết đấy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi đó có một ánh sáng màu đen đang bắn nhanh về phía hắn. Là người áo đen kia. Dương Diệp không dừng lại, cũng không dám dừng lại, lập tức thân hình run lên, bắn nhanh về phía chân trời kia. Lần này... Hắn không dùng ngự kiếm thuật, bởi vì như vậy quá rõ ràng. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tốc độ của người áo đen kia. Tuy hắn đã tăng tốc độ của bản thân lên đến cực hạn cơ thể có thể nâng cao, nhưng người áo đen kia vẫn theo sát sau lưng hắn, giống như giỏi bám trên mu bàn chân. Sau khi Dương Diệp cùng người áo đen kia rời khỏi viên tinh cầu yên tĩnh chưa tới ba hơi thở, rất nhiều khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trên viên tinh cầu yên tĩnh kia. Hai hơi thở sau. Những khí tức giống như thủy triều lui lại, sau đó bắn nhanh về phía sâu bên trong mảnh tinh không này. Nếu như Dương Diệp ở đây, hắn sẽ phát hiện ra phương hướng những người này đi chính là hướng hắn đi qua trước đó.
Trong tinh không vô tận, Dương Diệp giống như một vì sao rơi lao nhanh ở trong tinh không này. Mà sau lưng hắn, là một ánh sáng màu đen đuổi sát không tha. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn ánh sáng màu đen này, trong mắt lạnh lùng. Nếu chỉ là người áo đen này, hắn sớm đã dừng lại đánh với đối phương một trận. Nhưng bây giờ nếu như hắn dừng lại chiến đấu cùng đối phương, vậy hắn chắc chắn sẽ lập tức bị rất nhiều cường giả bao vây. Không thể đánh. Ít nhất tạm thời không thể đánh. Bây giờ hắn cần phải bỏ rơi người áo đen kia, sau đó ẩn nấp, từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Nghĩ đến đây, hắn tăng nhanh tốc độ. Dần dần, sắc mặt Dương Diệp càng thêm khó coi. Bởi vì có một khí tức đã vượt qua người áo đen kia, lúc này chủ nhân của khí tức kia đang lấy tốc độ rất nhanh tiếp cận hắn. Theo tốc độ này của đối phương, tối đa không quá nửa khắc, hắn sẽ bị đuổi kịp. Đúng lúc này, một cây trường thương màu đen dài đến nghìn trượng đột nhiên vọt ra từ không gian trước mặt Dương Diệp, lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó trực tiếp ép cho tốc độ của Dương Diệp chậm lại ít nhất 3 lần. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, tay phải thoáng động, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn, trong phút chốc, một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp, thoáng cái, đường kiếm quang này trực tiếp đâm vào đỉnh của thanh trường thương này. Hai bên vừa mới tiếp xúc liền cùng lúc chấn động mạnh, thoáng cái, thanh trường thương màu đen rất lớn này trực tiếp bay ngược về phía sau, nhưng chẳng bao lâu, nó lại trực tiếp biến mất ở trong mảnh không gian kia. Mà lúc này, khí tức phía sau hắn đã cách hắn gần hơn rất nhiều. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, hắn nhìn về phía xa, trong phút chốc, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Rất nhanh, hai chân của Dương Diệp rơi xuống đất. Lúc này, hắn đã ở trên một viên tinh cầu không có sinh mạng. Sau khi rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phía chân trời, khí tức kia càng lúc càng gần, tối đa không đến 20 hơi thở sẽ đi tới trước mặt của hắn. Tay phải của Dương Diệp nắm chặt kiếm gỗ trong tay, huyền khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun ra, trong chớp mắt này, mặt đất xung quanh cùng không gian hắn lập tức bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, nhưng chẳng bao lâu, mặt đất cùng không gian khôi phục lại bình thường. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu, trong tay càng nắm chặt thanh kiếm. Ba hơi thở sau, một điểm đen rất nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của hắn. Rất nhanh, cái điểm đen này càng lúc càng lớn, một hơi thở sau, cái điểm đen này đã phóng đại ít nhất gấp trăm lần. Thanh trường thương vừa rồi lại xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp, tuy nhiên lần này, phía sau thanh trường thương này là một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu tím vàng, giữa chân mày có một điểm màu đỏ thẫm. Khi thanh trường thương này đi tới cách đỉnh đầu Dương Diệp gần trăm trượng, chân phải của Dương Diệp đột nhiên chuyển động. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi gần 10 vạn trượng xung quanh hắn lập tức đổ nát chôn vùi, cùng lúc đó, một điểm ánh sáng sắc bén xuất hiện ở chỗ mũi thanh trường thương này. Mũi nhọn đối đầu với mũi kiếm. Hai bên vừa mới tiếp xúc. Một sóng khí khủng khiếp đột nhiên từ chỗ tiếp xúc bạo phát ra, nó đi qua nơi nào? Không gian trực tiếp bị chôn vùi. Bên trong mấy vạn dặm lập tức trở nên tối đen. Trong chớp mắt khi sóng khí này bạo phát ra, người trung niên kia cùng Dương Diệp lại lập tức biến mất. Người trung niên trực tiếp bị chấn động đến trong tinh không, bản thân Dương Diệp lại bị chấn động rơi vào sâu bên trong mặt đất. Sau khi bước vào sâu bên trong mặt đất, Dương Diệp tuyệt đối không đi tìm người trung niên kia, mà mượn lực bắn nhanh về phía sâu bên trong mặt đất. Nam tử trung tuổi kia đứng ở không trung. Ở bên cạnh hắn là một thanh trường thương màu đen với kích thước bình thường. Nam tử trung niên nhìn mũi thanh trường thương màu đen này, lúc này, mũi thương đã rạn nứt ra. Im lặng một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía viên tinh cầu yên tĩnh kia, thoáng cái, tay phải hắn đột nhiên cầm thanh trường thương màu đen này. Trong phút chốc, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, mà giờ phút này, trường thương màu đen này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt giống như đang sống. Một hơi thở sau, tay phải của hắn cầm trường thương màu đen ném xuống phía dưới. Truy hồn. Trường thương ở trong tinh không giống như một lưu tinh nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt lại tiến vào viên tinh cầu yên tĩnh kia. Trường thương rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, một đám mây nấm lập tức xuất hiện ở trên viên tinh cầu yên tĩnh này. Mà phía dưới, giây phút khi trường thương rơi xuống đất, lấy trường thương làm trung tâm. Toàn bộ mặt đất trong phạm vi hơn 10 vạn dặm trực tiếp bị nghiền nát, không chỉ có vậy, nó còn đang lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh.
mà khi thanh trường thương này tiến vào sâu bên trong mặt đất liền trực tiếp đuổi theo Dương Diệp, nó đi qua nơi nào, tất cả mọi thứ xung quanh đều đổ nát. Mà tốc độ cùng lực lượng của nó không chỉ không giảm bớt, trái lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Sâu bên trong mặt đất, vẻ mặt Dương Diệp vốn đã thả lỏng đột nhiên biến đổi, bởi vì một khí tức cực kỳ cường đại bao phủ hắn, khí tức này khóa chặt lấy hắn, đồng thời đang đuổi theo hắn với tốc độ rất nhanh. Đối phương không buông tha. Trong lòng Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tiểu tử, thực lực người này thật sự không tệ, người có chút phiền phức rồi. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Hậu Khanh. Dương Diệp khẽ gật đầu, thực lực của người trung niên kia quả thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Lúc này, hắn không thể quay đầu đánh với đối phương một trận, bởi vì lúc này, những người này đuổi theo hắn lúc trước chắc chắn đã chạy tới tinh cầu này rồi. Trốn. Bây giờ, điều hắn có thể làm là ra sức trốn, kéo dài khoảng cách cùng những người này, sau đó từ sáng biến vào trong tối. Trong tinh không, hai mắt của người trung niên khép hờ, không làm ra bất kỳ động tác gì. Đột nhiên, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại, cùng lúc đó, một người áo đen xuất hiện cách phía sau hắn không xa. Người áo đen này chính là người đã giao đấu cùng Dương Diệp trước đó. Người áo đen liếc nhìn người trung niên và đang muốn nói. Đúng lúc này, người trung niên đột nhiên mở mắt ra, thoáng cái, hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng mở và lập tức biến mất. Bên dưới, mấy chục vạn dặm dưới mặt đất, thanh trường thương đang đuổi theo Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng màu đen, ngay sau đó, một nam tử xuất hiện ở phía sau trường thương. Người nam tử này chính là nam tử trung niên vừa rồi. Một ý niệm vượt qua mấy trụ vạn dặm. Trong tinh không, sau khi người trung niên biến mất, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Đó là truy hồn thương Tiêu Hàn Y. Hóa ra là hắn, phong đế Tiêu Hàn Y. Im lặng một lát sau, những khí tức đuổi theo về phía bên dưới. Vẫn không muốn buông tha. Sâu bên trong lòng đất, trường thương đuổi theo Dương Diệp không ngừng lại, điên cuồng bắn nhanh về phía sâu bên trong lòng đất. Rất nhanh. Hắn xuyên qua thế giới nham thạch nóng chảy, Dương Diệp biết, hắn sắp đi qua viên tinh cầu này. Tốc độ tiếp tục nhanh hơn. Ba canh giờ sau, Dương Diệp cuối cùng chui ra khỏi mặt đất, lại đi tới trong tinh không mênh mông. Mới ra tới tinh không, hắn muốn một lần nữa tăng nhanh tốc độ, nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên gần tai hắn. Chờ ngươi đã lâu rồi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức trầm xuống. Sóng trước chưa yên. Sóng sau lại tới. Dương Diệp không hoảng loạn, hắn bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải. Lúc này, cách bên phải hắn trăm trượng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện. Một nam tử mặc áo choàng màu đen thoạt nhìn khoảng 30 tuổi. Khi Dương Diệp nhìn về phía người nam tử này, đột nhiên, trong tay nam tử có thêm một tấm thiệp màu đen. Thoáng cái, tấm thiệp này trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen bắn nhanh về phía Dương Diệp. Trong phút chốc đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp vừa muốn ra tay, đột nhiên, tấm thiệp màu đen kia đột nhiên gọi ra một bóng người mờ ảo, bóng người cầm búa lớn trong tay, trực tiếp bổ mạnh về phía hắn. Một bổ này dường như muốn tách cả trời xanh. Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, không dám khinh thường, tuy nhiên hắn tuyệt đối không phòng ngự, mà dùng tay phải cầm kiếm gỗ đâm chích lên. Hai bên vừa mới tiếp xúc, bóng người mờ ảo này lập tức tiêu tan thành mây khói. Nhưng Dương Diệp lại trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, trong quá trình này, nam tử kia đột nhiên run lên, hóa thành từng bóng tàn bắn nhanh về phía hắn. Cùng lúc đó, một tấm thiệp màu đen giống như đao phong bắn nhanh về phía hắn. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp PC điên cuồng phun ra, kiếm ra, từng kiếm khí từ trong kiếm gỗ của hắn bắn ra, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, khi những tấm thiệp sắp tiếp xúc được kiếm khí của hắn lại đột nhiên ngừng lại, sau đó ngoặt đi thật nhanh. Trực tiếp vòng qua kiếm khí của hắn, ngay sau đó, tấm thiệp màu đen mười mấy trượng lập tức nhấn chìm hắn. Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng ở nơi đây. Một hơi thở sau, Dương Diệp xuất hiện ở cách đó mấy nghìn trượng, ở trên người hắn có gần chừng 30 vết máu. Mà những tấm thiệp màu đen này đã bay trở về xung quanh nam tử áo choàng kia, xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp nhìn những vết máu trên người mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam tử khoác áo choàng này, trong mắt vô cùng nghiêm trọng. Một khắc vừa rồi, nếu như không phải cơ thể hắn đủ mạnh mẽ, hắn có lẽ đã bị phân thây.
những tấm thiệp này đều tấn công vào vị trí quan trọng của hắn. Lúc này, nam tử khoác áo choàng này đột nhiên nói. Thân thể này của ngươi thật mạnh. Nói xong, hắn lại muốn ra tay, nhưng vào lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, thoáng cái, Tiêu Hàn Y cầm trường thương trong tay xuất hiện ở cách hai người không xa. Nhìn thấy Tiêu Hàn Y, nam tử khoác áo choàng này vốn đang muốn ra tay lập tức ngừng lại. Tiêu Hàn Y liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía nam tử khoác áo choàng này. Huyễn ảnh thủ, Cổ Huyễn. Nam tử khoác áo choàng tên là Cổ Huyễn khẽ nói. Không ngờ được, Tiêu Hàn Y ngươi cũng cảm thấy hứng thú với kiếm của Dương Diệp này. Như nhau thôi, Tiêu Hàn Y nói. Cổ Huyễn không nói nữa, trong giây lát, ở đó trở nên yên tĩnh, cũng không có ai ra tay. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, hắn không trốn, bây giờ nếu hắn trốn, không cần phải nói, hai người kia nhất định sẽ liên thủ đối phó với hắn. Chỉ cần hắn không động thủ, hai người kia lại không dám ra tay, ai cũng không muốn giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, hắn cũng biết không thể ở lại đây lâu, bởi vì đợi lát nữa chắc chắn càng lúc càng nhiều người tới, khi đó, hắn muốn chạy cũng không chạy được. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không hề do dự, hắn liếc mắt nhìn hai người, thoáng cái, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Đại Na Di thuật. Lần đầu tiên hắn dùng một chiêu này để chạy thoát thân. Sau khi thi triển ra Đại Na Di thuật, trong nháy mắt hắn lại đã xuất hiện ở cách đó 10 vạn dặm, nhưng huyền khí trong cơ thể hắn lập tức bị tiêu hao 1/3, cộng thêm trước đó hắn đã tiêu hao, bây giờ huyền khí trong cơ thể hắn không còn dư lại bao nhiêu. Thật may, hắn có tử tinh thạch có mức độ thuần khiết cao do Tiểu Bạch chế tạo ra. Hắn vội vàng lấy ra tử tinh thạch và nuốt vào, sau đó thân hình run lên, lập tức biến mất. Mà sau khi Dương Diệp biến mất không đến 2 hơi thở, này Tiêu Hàn Y cùng Cổ Huyễn lại xuất hiện ở chỗ hắn đứng trước đó, thoáng cái, hai người lại đồng thời lập tức biến mất. Mà sau khi hai người rời đi không lâu, hơn 10 khí tức cường đại chợt xuất hiện nơi đây. Không ngừng theo sát. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, tốc độ của hắn bây giờ đã là cực hạn rồi. Có thể nói, bây giờ hắn lướt qua trước mặt của một cường giả chân cảnh bình thường. Đối phương có lẽ cũng không phát hiện ra hắn, chỉ cảm thấy là một trận gió thổi qua. Nhưng cho dù tốc độ nhanh đến mức này, nhưng hắn vẫn không bỏ rơi được hai người phía sau a, khí tức hai người kia khóa chặt lấy hắn, làm cho hắn căn bản không có cách nào che giấu được. Tiểu tử, ngươi tiếp tục như vậy thì không được đâu. Đúng lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Tiền bối có biện pháp gì tốt? Hậu Khanh nói. Không có cách nào. Nhìn thấy ngươi bây giờ, ta nghĩ đến ta trước đây. Trước đây ta bị nhân quân truy sát, cũng không khác gì ngươi bây giờ, không đúng, tình cảnh của ta lúc đó còn thảm hơn ngươi nhiều. Dương Diệp nói, tiền bối, ngươi ban đầu là bị một người truy sát, mà bây giờ, ta bị rất nhiều người truy sát đấy. Hậu Khanh nói, những người này có thể so sánh với nhân quân sao? Tuy nhiên như đã nói qua, tiểu tử, ta cảm thấy... Sau này rất có khả năng nhân tộc sẽ không tha cho ngươi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh nói. Nhân quân là người chính trực, đặc biệt đáng ghét kẻ ác, tiểu tử ngươi lại là ác trong ác, cộng thêm thanh kiếm kia lại rơi vào tay của ngươi. Quan trọng nhất là thánh kiếm của nhân tộc các ngươi ở trong tay ngươi, lại có phần chậm rãi thay đổi tính tình. Nếu như để cho hắn biết, hắn nhất định sẽ giết chết ngươi. Dương Diệp. Hậu Khanh lại nói. Nhưng không sao, nếu như nhân tộc không tha cho ngươi, tới Vu tộc ta, vương của Vu tộc ta thích nhất loại người có tính cách như ngươi, hắn nhất định sẽ đặc biệt hoan nghênh ngươi. Ngươi đừng nghe hắn lừa dối. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Lục Đinh Thần Hỏa. Ngươi là truyền nhân của chủ nhân, cho dù nhân quân không thích ngươi, hắn cũng không dám ra tay với ngươi. Truyền nhân, truyền cái búa. Hậu Khanh nói, ở thế giới lớn bây giờ. Ai biết hắn là đệ tử của chủ nhân ngươi? Có người biết không? Căn bản không có ai biết. Cho dù biết, nhân quân không dám giết hắn, nhưng người khác thì sao? Những sư huynh sư đệ của chủ nhân ngươi thì sao? Bọn họ chẳng lẽ không dám à? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Hậu Khanh, đừng tưởng rằng ta không biết dụng tâm của ngươi, ngươi chỉ muốn tiểu tử này bước vào Vu tộc ngươi, sau đó, tháp này sẽ trở thành chí bảo của Vu tộc ngươi, khi đó, Vu tộc ngươi đối đầu với nhân tộc. Sẽ có thêm một con át chủ bài lớn. Nhưng ngươi từng nghĩ qua chưa, nếu hắn gia nhập Vu tộc ngươi, chủ nhân còn để tháp này theo hắn sao?
Hậu Khanh hừ lạnh một tiếng. Vậy thì cũng không cần tháp này, chỉ cần tiểu tử này bằng lòng gia nhập Vu tộc, Vu vương ta nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Tiểu tử không có tháp này, ngươi cũng không phải sống không nổi. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi gia nhập Vu tộc ta, ngươi sẽ có tiền đồ tươi sáng. Lục Đinh Thần Hỏa đang muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Hai vị đại thần, các ngươi có thể đừng thảo luận nhân tộc Vu tộc gì đó không? Có thể thảo luận trước xem, bây giờ ta nên làm gì không? Trong giây lát, bên trong Hồng Mông tháp trở nên yên tĩnh. Gương mặt Dương Diệp co giật một hồi, giờ phút này, hắn muốn mắng người. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên chợt biến đổi, bởi vì không gian ở trước mặt hắn đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một thanh trường thương màu đen từ chỗ không gian trước mặt hắn vọt ra, khí tức mạnh mẽ ẩn chứa trong đó trực tiếp ép tốc độ của hắn chậm lại. Không thể dừng. Cổ tay của Dương Diệp nhất thời chuyển động, kiếm gỗ trong tay mang theo từng kiếm quang bắn ra, từng đường kiếm quang đều đánh vào vị trí nửa tấc bên phải của mũi thương. Bởi vì trường thương không có người khống chế, nên kiếm khí của hắn trực tiếp đánh cho trường thương này bay ngược về phía sau. Nhưng vào lúc này, hai luồng khí tức cường đại đột nhiên bao phủ hắn. Đã đuổi tới rồi. Chân phải của Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã cách đó hơn 10 vạn dặm. Đại Na Di Thuật. Vào thời điểm quan trọng, Dương Diệp lại thi triển ra Đại Na Di Thuật. Nhưng mà lần này, sắc mặt hắn trực tiếp trắng bệch. Cùng lúc đó, huyền khí còn dư lại trong cơ thể hắn cũng không còn bao nhiêu. Ít nhất ở trong 2 canh giờ, hắn không có cách nào thi triển Đại Na Di Thuật. Mà bây giờ, hắn chỉ kéo ra một khoảng cách ngắn với Tiêu Hàn Y và Cổ Huyễn. Không cần đến nửa khắc, hai người kia sẽ lại đuổi kịp hắn. Trong lúc ngự kiếm lao nhanh, sắc mặt Dương Diệp trầm thấp. Một lát sau, hắn nói. Tiền bối, giúp ta giải phong kiếm gỗ. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không có cách nào lấy một địch hai, chỉ có giải phong kiếm gỗ, hắn mới có thể có sức liều mạng. Người tốt hết đừng làm vậy. Hậu Khanh nói. Một khi giải phong thanh kiếm này, nhân quân lập tức lại có thể cảm nhận được vị trí của nó, khi đó, nhân quân phái người xuống nhất định sẽ lập tức tìm được ngươi, cho dù ngươi giải quyết được đối phương, nhân quân chắc chắn còn có thể phái người cường đại hơn nữa xuống, thậm chí tự mình xuống cũng nên. Một khi kiếm này bị giải phong, phiền toái của ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, đừng nói sau này, bây giờ không giải phong kiếm, ta cũng không sống nổi. Hậu Khanh im lặng. Đúng lúc này, Dương Diệp rơi vào trên một viên tinh cầu yên tĩnh, sau đó hắn lấy ra kiếm gỗ, nói. Giải phong. Ngươi thật sự muốn vậy sao? Hậu Khanh nói. Phải. Dương Diệp nói. Hậu Khanh khẽ thở dài, thoáng cái, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt, một kiếm ý cường đại từ trong đó cuốn ra ngoài, núi lớn trong mấy vạn dặm xung quanh hắn trực tiếp bị kiếm ý này phá hủy xóa sạch. Đúng lúc này, một ngọn lửa đột nhiên từ nơi cách bên phải Dương Diệp mấy vạn dặm phóng lên cao, thoáng cái, một cây gậy màu vàng từ phía chân trời bắn tới nhanh như tia chớp về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một cây gậy màu vàng này, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, kiếm gỗ trong tay còn chưa giải phong chợt chém về phía trước. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị một gậy này đập cho bay tới vạn trượng, cùng lúc đó, toàn thân hắn lập tức rạn nứt ra. Mà vào lúc này, trước mặt hắn hiện lên một đường ánh sáng màu vàng, ngay sau đó, một con khỉ cầm gậy dài màu vàng trong tay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy con khỉ này, Dương Diệp nheo mắt, hóa ra là người này. Con khỉ này nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hắn liếc nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, sau đó lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Hầu ca, có rất nhiều người muốn giết ngươi, ngươi đi mau đi. Hắn vừa dứt lời. Hai luồng khí tức cực kỳ cường đại lại từ phía chân trời bao phủ xuống về phía Dương Diệp cùng con khỉ này. Dương Diệp. Khi hai luồng khí tức này xuất hiện, con khỉ này lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn thoáng hiện khí thế tàn ác. Trong phút chốc, cây gậy dài màu vàng trong tay hắn đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng phóng lên cao. Phía chân trời. Hai luồng khí tức của Cổ Huyễn cùng Tiêu Hàn Y lập tức tiêu tan thành mây khói, mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một tấm thiệp rất lớn cùng một thanh trường thương màu đen, hai bên trực tiếp đánh về phía cây gậy dài màu vàng này. Bên dưới,
tay phải của con khỉ này đột nhiên giơ lên xoay tròn trong không trung. Ầm! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cây gậy dài màu vàng này quét ngang ở phía chân trời, tấm thiệp lớn màu đen lập tức rạn nứt thành rất nhiều mảnh vỡ, trong nháy mắt thanh trường thương này đã biến thành hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cổ họng Dương Diệp không nhịn được mà lăn lộn. Thực lực của con khỉ này khó tránh khỏi quá nghịch thiên đi, lúc này, con khỉ này vẫy tay phải một cái, cây gậy dài màu vàng này lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu vàng trở lại trong tay hắn. Cùng lúc đó, Cổ Huyễn và Tiêu Hàn Y đã xuất hiện ở phía chân trời. Mà giờ phút này, thần sắc của hai người đều rất nghiêm trọng. Đột nhiên, vẻ mặt hai người chợt biến đổi, bởi vì con khỉ bên dưới nhìn về phía hai người bọn họ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người chạy. Trong chớp mắt, hai người biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp cùng con khỉ này. Thấy hai người chạy trốn, con khỉ này nhíu mày, nhưng hắn không đuổi theo. Mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại, rõ ràng những người này là những kẻ lúc trước đã đuổi theo Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp bên dưới liếc nhìn con khỉ này, sau đó xoay người bỏ chạy. Bây giờ không trốn, còn đợi khi nào? Nhưng bàn chân hắn vừa bước ra, một cây gậy dài màu vàng lại xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Biểu tình của Dương Diệp lập tức cứng đờ. Hắn xoay người nhìn về phía con khỉ này, lúc này, con khỉ này ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong phút chốc, tay phải hắn đột nhiên vẫy một cái, trong phút chốc, cây gậy dài màu vàng phía sau Dương Diệp lập tức hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, khi cây gậy dài màu vàng này đi tới không trung thì đột nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần. Một cây gậy dài màu vàng dài đến mấy trăm trượng quét ngang ở phía chân trời. A à, một tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang vọng ở phía chân trời, rất nhanh, những khí tức phía chân trời giống như thủy triều lui lại. Ba hơi thở sau, phía chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, con khỉ này vẫy tay phải một cái, cây gậy dài màu vàng này xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy con khỉ nhìn mình, vẻ mặt Dương Diệp lập tức có chút khó coi. Thực lực của con khỉ này đã thuộc về nghịch thiên. Nếu như đối phương ra tay với hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối không làm gì được đối phương. Đúng lúc này, ánh mắt con khỉ này đột nhiên rơi vào kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Vì sao thanh kiếm này ở trong tay ngươi? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nó từ phía trên rơi xuống, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, bị ta nhận được. Con khỉ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó hắn xoay người rời đi, mà vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong phút chốc, thân hình hắn lóe lên và trực tiếp biến mất. Phía xa, Dương Diệp ngây người, sau đó thần sắc hắn dần dần nghiêm trọng. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ của đối phương còn nhanh hơn khi hắn thi triển đại na di thuật rất nhiều. Đúng lúc này, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên thoáng hiện từ phía chân trời, rồi rơi vào trước mặt Dương Diệp. Ánh sáng màu vàng tản đi, một nam tử đầu chọc xuất hiện cách trước mặt Dương Diệp không xa. Nam đầu chọc nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Có thể thấy một khỉ qua đây không? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Con khỉ này vừa giúp hắn một lần, hắn tất nhiên sẽ không bán đứng đối phương. Bởi vì hắn cảm giác được, con khỉ này thật ra tuyệt đối không rời khỏi đây, chỉ là không biết đối phương sử dụng phương pháp gì ẩn nấp thôi. Nam tử đầu chọc nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi nói láo. Dương Diệp. Lúc này, nam tử đầu chọc lại nói. Con khỉ này trời sinh tính tình hung bạo, để cho hắn ở bên ngoài sẽ chỉ làm sinh linh ở thế giới lầm than. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Con khỉ này có thực lực cao hơn ta không? Nam tử đầu chọc khẽ gật đầu. Ngươi dĩ nhiên không có cách nào so sánh với hắn. Dương Diệp liếc nhìn nam tử đầu chọc, người này nói cũng không biết huyền chuyển một chút nhỉ. Ngươi suy nghĩ gì? Lúc này, nam tử đầu chọc lại nói. Dương Diệp nói. Ta muốn nói, con khỉ này có thực lực cao hơn ta, cho nên, ta sao có thể biết tung tích của đối phương chứ? Nam tử đầu chọc đang muốn nói gì, đột nhiên, hắn nhìn về phía thanh kiếm gỗ này trong tay Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, thầm nói không xong. Lúc này, nam tử đầu chọc đột nhiên nói. Kiếm của nhân quân lại có thể ở trong tay ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Kiếm này rất thần thánh, là chí bảo của nhân tộc,
ngươi quá giảo hoạt gian trá, lại nắm giữ trái tim giết chóc, kiếm này rơi vào trong tay ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày mang tới họa lớn ngập trời cho nhân tộc. Cũng được, nếu hôm nay đã để cho ta nhìn thấy, vậy dứt khoát diệt trừ ngươi và thu thanh kiếm này, loại bỏ một tai họa cho nhân tộc, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, thoáng cái, giữa chân mày của nam tử đầu trọc này đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Dương Diệp ra tay. Dương Diệp càng nghe càng thấy không thích hợp, nghe được hai câu cuối cùng của đối phương, hắn quyết đoán lựa chọn ra tay, hành động trước để áp chế người. Về phần đánh thắng được hay không, hắn không nghĩ tới, dù sao đánh trước lại nói tiếp. Khi kiếm của Dương Diệp sắp đâm vào giữa chân mày của nam tử đầu trọc, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên bao phủ lấy nam tử đầu trọc, đồng thời cũng ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Cùng lúc đó, một lưu quang màu vàng theo kiếm của Dương Diệp trực tiếp đánh vào trước ngực Dương Diệp. Ầm, âm một tiếng, Dương Diệp trực tiếp bị đánh đến ngoài mấy nghìn trượng. Còn chưa dừng lại, nam tử đầu trọc này đột nhiên bước về phía trước một bước và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó khi Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp nắm lấy kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Một lực lượng cực lớn lập tức truyền tới trong tay Dương Diệp, trong nháy mắt, tay của Dương Diệp không nhịn được mà thả lỏng ra, ngay sau đó, thanh kiếm kia trực tiếp rơi vào trong tay của nam tử đầu trọc này. Cùng lúc đó, Dương Diệp lại bị đẩy lùi về phía sau mấy ngàn trượng. Trở về. Đúng lúc này, giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, kiếm gỗ trong tay nam tử đầu trọc này đột nhiên chấn động mạnh, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất. Thoáng cái, kiếm gỗ đã trở lại trong tay của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử đầu trọc này, ngay sau đó, tay phải hắn cầm kiếm đâm về phía nam tử đầu trọc, một đâm này nhắm thẳng vào giữa chân mày của nam tử đầu trọc này, mà lần này, kiếm của hắn còn chưa tới giữa chân mày của nam tử đầu trọc, một viên hạt châu màu đen lớn bằng ngón cái đột nhiên đánh vào trên mũi kiếm của hắn. Ầm, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp chấn động mạnh, thoáng cái. Hắn trực tiếp bị liên tiếp lùi lại phía sau. Phía xa, nam tử đầu trọc này lắc đầu, C. Bỏ đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn cánh tay phải của mình, lúc này, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn rạn nứt rơ ca, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử đầu trọc này, sau đó nói. Bỏ đồ đao xuống, ta không biết có thể thành Phật gì đó không, nhưng ta biết, ta nhất định sẽ chết. Nam tử đầu chọc chắp hai tay lại trước ngực. Chết chính là giải thoát. Vậy sao ngươi không giải thoát đi? Dương Diệp nói. Nam tử đầu chọc liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Nếu ngươi u mê không chịu tỉnh ngộ, ta chỉ có thể siêu độ ngươi. Dứt lời, tay phải hắn đột nhiên thò ra phía trước, thoáng cái, một hạt châu màu vàng từ lòng bàn tay hắn bắn ra nhanh như điện chớp. Hạt châu này có tốc độ rất nhanh. Dương Diệp vẫn không có cách nào nhìn thấy quỹ tích của nó, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng chém xuống một kiếm về phía trước mặt. Ầm, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên nổ tung ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái, Dương Diệp trực tiếp bị ánh sáng màu vàng này chấn động làm bay ngược về phía sau. Nam tử đầu trọc này vẫy tay phải một cái, hạt châu màu vàng trước đó lập tức bay đến trong tay hắn, chỉ có điều lúc này mặt ngoài của hạt châu kia đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nam tử đầu chọc ngẩng đầu nhìn về phía xa Dương Diệp, sau đó nói. Không hổ danh là kiếm của nhân quân, ngay cả chân châu này cũng có thể bị tổn thương. Xem ra, kiếm này thật sự không thể rơi vào trong tay kẻ xấu như ngươi, nếu không, thiên hạ sẽ có rất nhiều sinh linh lâm nguy. Dứt lời, hắn lại muốn ra tay, nhưng ngay vào lúc này, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, thoáng cái, một cây gậy dài màu vàng trực tiếp đập mạnh xuống đầu hắn. Vẻ mặt của nam tử đầu chọc chợt biến đổi, trong phút chốc, hắn xoay người chắp hai tay lại trước ngực, sau đó hóa trưởng chợt đánh ra. Trưởng ra, ánh sáng màu vàng điên cuồng phun ra. Ầm, một tiếng nổ lớn rung trời đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, thoáng cái, nam tử đầu chọc này trực tiếp bị một gậy đập rơi vào sâu bên trong mặt đất. Phía xa, Dương Diệp ngây người, lại muốn đi bổ thêm một kiếm, nhưng vào lúc này, một tay đột nhiên nắm vai hắn, thoáng cái. Hắn trực tiếp biến mất. Khi Dương Diệp cùng con khỉ này biến mất chưa tới hai hơi thở, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên từ dưới nền đất bắn lên, ánh sáng màu vàng tiêu tan, nam tử đầu trọc này xuất hiện ở đó. Lúc này, vẻ mặt của nam tử đầu trọc này cực kỳ thâm trầm, nhưng chỉ trong giây lát, sắc mặt hắn đã khôi phục sự bình tĩnh,
trong mắt hoàn toàn không dao động. Nam tử đầu chọc nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, chân hạ xuống, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Sâu bên trong tinh không xa xôi, một luồng ánh sáng màu vàng lao nhanh ở trong tinh không, tốc độ kia cực nhanh, đã không có cách nào diễn tả bằng lời nữa. Trong ánh sáng màu vàng chính là Dương Diệp cùng con khỉ này. Dương Diệp nhìn về phía con khỉ bên cạnh. Vừa rồi, vì sao không giết chết hắn? Con khỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Nếu chậm một bước, chúng ta đều phải chết. Dương Diệp không hiểu. Vì sao, hắn không phải bị một gậy của ngươi đập bay rồi sao? Con khỉ khẽ lắc đầu. Hắn có một thần vật, ở thời kỳ đỉnh phong, ta còn không sợ hãi hắn, nhưng lúc này, một khi hắn lấy ra vật kia, trong vòng ba hơi thở lại có thể lấy tính mạng của ta. Về phần ngươi, không cần nửa hơi, đã lấy mạng ngươi rồi. Dương Diệp. Dương Diệp im lặng, hắn tất nhiên sẽ không cảm thấy đối phương đang hù dọa mình, bởi vì đối phương không có lý do gì để dọa hắn. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía con khỉ. Các hạ xưng hô như thế nào? Con khỉ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tề. Nói đến đây, con khỉ đột nhiên ngừng lại, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Tuy nhiên hắn vừa quay người liền ngừng lại, tiếp theo, hắn nhìn về phía thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, nói. Hầu ca sẽ không coi trọng thanh kiếm này của ta chứ? Trên mặt con khỉ hiện lên một tia châm chọc, ngón cái cùng ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng sờ một cái, thoáng cái, cây gậy dài màu vàng này xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp theo, tay phải hắn ném đi, cây gậy dài màu vàng này xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Hầu ca muốn đưa cho ta sao? Chuyện này, chúng ta mới quen, ngươi lại tặng ta món quà lớn như vậy, cái này. Cái kia, ta lại không khách sáo nữa, hì hì. Nói xong, tay phải hắn vội vàng cầm cây gậy dài màu vàng này. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn căn bản cầm không nổi cây gậy dài màu vàng này, lúc này, con khỉ nói. Cầm lên được thì là của ngươi. Dương Diệp liếc nhìn con khỉ, hai tay hắn cầm cây gậy dài màu vàng này, sau đó bắt đầu dùng sức. Nhưng cây gậy dài màu vàng này vẫn không hề nhúc nhích. Giờ phút này, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng, lực lượng của hắn khủng khiếp tới mức nào. Một quyền xuống chính là thật sự núi lở đất nứt. Nhưng mà bây giờ, hai tay hắn dùng sức lại không có cách nào làm cho cây gậy dài màu vàng này di chuyển. Dương Diệp nhìn về phía con khỉ này, lúc này, con khỉ nói. Vật ấy nặng không kém tinh cầu dưới chân chúng ta, lực lượng của ngươi còn thuộc về phạm vi phàm lực, làm thế nào có thể cầm được nó chứ? Phàm lực. Dương Diệp nói. Có ý gì? Con khỉ nói. Lực lượng chia ra làm bốn loại, phàm lực, thần lực, tiên lực, cùng với chúng sinh lực. Mà bây giờ, lực lượng của ngươi vẫn chỉ thuộc về phàm lực. Tuy nhiên, ở cảnh giới này ngươi có thể tu luyện tới phàm lực cũng đã rất hiếm có rồi. Dương Diệp không ngờ được lực lượng này lại có thể phân chia đẳng cấp, chính hắn còn là phàm lực cấp thấp nhất. Con khỉ lại nói, mặc dù thanh kiếm này của ngươi không tệ, nhưng vật của ta hoàn toàn không kém hơn nó. Còn nữa, ta không cần kiếm. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vẫy một cái, gậy dài màu vàng kia lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu vàng biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, nếu con khỉ này thật sự coi trọng kiếm gỗ của hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có sức phản kháng. Thực lực của con khỉ này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thực lực của con khỉ này đã nghịch thiên như vậy, nhưng bây giờ hắn lại bị thương nặng, như vậy liền có vấn đề tới. Là ai đánh hắn bị thương nặng, đồng thời còn ép hắn trốn xuống hạ giới. Đúng lúc này, con khỉ này đột nhiên nói. Có bằng lòng hợp tác hay không? Hợp tác? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Hợp tác cái gì? Con khỉ nói. Người trước đó, trong tay hắn có một vật, vật kia rất mạnh, lại chuyên môn kiềm chế ta, nhưng thanh kiếm trong tay ngươi không sợ vật kia. Ngươi giúp ta giết hắn, sau này ta cũng giúp ngươi giết một người, thế nào? Nghe vậy, Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Hầu ca đừng có nói đùa, vật của người kia có thể giết chết cả ngươi, ta đi giết hắn không phải là muốn chết sao? Con khỉ nói, vật kia của hắn không thể sử dụng vô hạn, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng vật kia đối phó với ngươi.
Vì sao? Dương Diệp nói. Bởi vì không đáng. Con khỉ nói. Má nó. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, thiếu chút nữa không nhịn được chửi lớn. Còn có thể nói chuyện tử tế không? Cái gì gọi là không đáng hả? Con khỉ nói. Cho nên, người có cơ hội giết hắn, nhưng ta thì không được, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn sẽ lập tức lấy ra vật kia tới giết chết ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn cũng được, ta không bắt buộc. Dương Diệp im lặng sau một hồi, sau đó lắc đầu. Cho dù hắn không lấy ra vật kia, bây giờ ta cũng không đánh lại hắn. Con khỉ nói. Ta cũng không phải bảo ngươi đi giết hắn bây giờ, mà là sau này. Nhiệm vụ của hắn là giết chết ta, nếu không giết được ta, hắn chắc chắn sẽ không trở về. Mà lấy tốc độ của hắn, trừ khi là dưới tình huống mai phục, nếu không, hắn căn bản không có cách nào giết được ta. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Vật trong tay hắn rốt cuộc là vật gì vậy? Con khỉ trầm giọng nói. Một chữ. Một chữ. Dương Diệp sửng sốt. Con khỉ nói, đó là chân ngôn, một chữ uy hủy trời diệt đất. Chân ngôn, Dương Diệp vẫn muốn hỏi nữa, nhưng con khỉ này lại lắc đầu. Ta không thích nói nhiều, khoản giao dịch này, người muốn làm hay không thì nói một câu. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Bằng lòng, nhưng thực lực ta bây giờ yếu, có thể phải chờ rất lâu mới có thể đi giết hắn. Thật ra, sở dĩ hắn đáp ứng. Chủ yếu nhất là nam tử đầu trọc này đã muốn cướp thanh kiếm của hắn, đồng thời còn muốn giết hắn. Hắn tin tưởng, cho dù hắn không đi gây phiền phức cho đối phương, sau này đối phương chắc chắn cũng sẽ gây rắc rối cho hắn. Con khỉ lắc đầu. Không cần quá lâu, có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Con khỉ nói. Lấy tiềm lực của ngươi, trăm năm sau đã có thể đánh bại hắn, trăm năm chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dương Diệp. Lúc này... Con khỉ đột nhiên bấm tay bắn ra, một sợi lông khỉ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nếu người muốn giết ai, chỉ cần phát động vật ấy, không quan tâm xa bao nhiêu, trong vòng ba hơi thở, ta nhất định sẽ đến bên cạnh ngươi. Dứt lời, dưới lưng hắn đột nhiên có ánh sáng màu vàng chợt hiện và lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn lông khỉ trước mặt, giờ phút này, hắn nghĩ đến Dạ Đế. Bảo con khỉ Na Si đi giết Dạ Đế à? Lấy thực lực của con khỉ này. Đương nhiên có thể làm được dễ dàng. Nhưng hắn sẽ không làm vậy. Hắn muốn tự mình báo thù cho nhị tỷ. Huyết nữ. Nghĩ đến huyết nữ, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Sau một hồi, Dương Diệp cất sợi lông khỉ trước mặt này đi. Đây là một lá bùa bảo toàn tính mạng đấy. Nhìn lướt qua xung quanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Đuổi giết ta. Bây giờ ta cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị khi bị đuổi giết. Vừa dứt lời, người đã biến mất. Tổng bộ Thiên Võng. Trong điện, thủ lĩnh ám của Thiên Võng nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi chắc mình muốn như vậy chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Thủ lĩnh Thiên Võng nói. Những người này cơ bản đều là cường giả chuẩn minh cảnh. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn giết cường giả chuẩn minh cảnh hình như rất khó. Dương Diệp nói. Ai nói với ngươi là ta muốn công khai một đấu một cùng bọn họ? Ám hơi ngẩn người ra, rất nhanh, hắn dường như hiểu rõ gì, lập tức khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta điều tra qua, những kẻ trước đó truy sát ngươi tổng cộng có 27 cường giả. Trong đó, Tiêu Hàn Y cùng Cổ Huyễn có thực lực mạnh nhất này. Còn lại là người bình thường, muốn tìm hành tung của mỗi người cần tốn 10 tử tinh thạch hạ phẩm. Hai người này cần 50 cái. Tổng cộng là 350 cái tử tinh thạch hạ phẩm. Nếu như ngươi vẫn còn tinh thạch đã cho ta nhìn lúc trước, chỉ cần 30 cái là được. Dương Diệp bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt ám. Ám nhìn lướt qua vậy, sau đó thu nó vào. Tiếp theo, hắn nói. Cuối cùng ta cần xác nhận một chút, ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Ngươi làm như thế, rất có thể sẽ khiến cho mình rơi vào đường cùng. Dương Diệp nói. Bây giờ ta đã ở trong đường cùng rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta, không phải sao? Ám khẽ gật đầu. Vậy ngươi đi đi, đợi tìm được tung tích của những người này, ta sẽ chuyển tới trước mặt ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời đi, Ám im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói. Sắp không yên ổn rồi. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp xuất hiện ở trong núi sâu.
hắn bước vào một chỗ rừng rậm, đi gần nửa canh giờ, hắn đi tới trước mặt một ngọn núi lớn, ở dưới núi lớn có một cửa động. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó thân hình run lên, hóa thành một luồng bóng đen bước vào bên trong động này. Bên trong động, một lão già ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Khi Dương Diệp bước vào trong động, hai mắt của lão già đột nhiên mở ra, thoáng cái, một thanh trường đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn giơ trường đao lên và chém mạnh về phía trước. Nhưng rất nhanh, trường thương trong tay hắn dừng ở giữa không trung. Bởi vì một thanh kiếm gỗ trực tiếp đâm vào giữa chân mày của hắn, trường đao của hắn cách kiếm gỗ không đến nửa tấc. Chỉ cần nhanh một chút chút, hắn có thể tránh thoát một kiếm chí mạng này. Lão già nhìn chằm chằm vào Dương Diệp trước mặt. Ngươi là Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp tuyệt đối không mặc áo bào đen, cho nên, đối phương nhận ra hắn. Dương Diệp không nói nhảm, kiếm thu lại, máu tươi lập tức từ giữa chân mày của lão già kia bắn ra, nhưng ngay vào lúc này, một bóng đen đột nhiên từ trong cơ thể lão già này nhanh chóng hiện ra, sau đó lấy tốc độ rất nhanh lao về phía xa. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi sơn động, xuất hiện ở cách đó mấy vạn dặm. Đó là hồn phách của hắn, tiểu tử, mau ra tay đi. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói Hậu Khanh. Giọng nói Hậu Khanh vừa vang lên, người của Dương Diệp đã lập tức biến mất, thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở trong sơn động. Một chỗ không gian cách đó mấy vạn dặm đột nhiên khẽ run lên, thoáng cái, một bóng đen xuất hiện ở đó, bóng đen kia muốn tiến hành bước nhảy không gian, chặt một đường kiếm quang lóe lên ở nơi đây. Xuy, kiếm quang kia trực tiếp xuyên qua bóng đen kia nổ tung ra, hóa thành rất nhiều năng lượng châu lớn bằng hạt gạo từ trong không trung rơi lả tả. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở đó. Lúc này, sắc mặt Dương Diệp cực kỳ tái nhợt, vừa rồi, hắn vì giết lão già này mà thi triển hai lần đại na di thuật. Cả hai lần đều vừa sợ vừa nguy hiểm, đặc biệt là lần đầu tiên, lúc hắn mới vừa vào động, nếu như lúc ấy hắn có chút do dự, cho dù chỉ một chút, hắn sẽ không có cách nào giết chết đối phương. Một khi không có cách nào giết chết đối phương, lấy thực lực của đối phương, cho dù hắn bị thương nặng, đối phương cũng có thể chạy trốn. Cũng may, hắn trở ra, lại ra tay quyết đoán. Ám sát. Dương Diệp hít sâu một hơi, lần này để cho hắn biết, cho dù hắn ở ngoài sáng không nhất định có thể đánh thắng được cường giả chuẩn minh cảnh, nhưng ám tới, hắn lại chắc chắn có thành công rất lớn, có thể một kiếm giết chết đối phương. Sát thủ. Bây giờ, Dương Diệp hắn muốn trở thành một sát thủ. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên khẽ rung, rất nhanh, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, trong phút chốc, một đường kiếm quang xuất hiện ở cách đó mấy vạn dặm. Ám sát. Bây giờ Dương Diệp đang làm chính là ám sát. Hắn đấu một chính diện với cường giả chuẩn minh cảnh, hắn không nắm chắc có thể giết chết đối phương, nhưng ám sát, hắn nắm chắc có thể giết chết được. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mà lần này, Dương Diệp muốn giết đều là một cường giả chuẩn minh cảnh. Ở trong dãy núi mênh mông, dãy núi vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân chói tai, tuy nhiên thoáng cái, tiếng kiếm ngân này lại biến mất. Dãy núi đã khôi phục bình tĩnh. Ở một ngọn núi, Dương Diệp nhìn thi thể trước mặt kia, sau đó hắn vẫy tay phải một cái, nhẫn chứa đồ trên ngón tay của thi thể kia lập tức bay đến trong tay hắn. Nhìn lướt qua, Dương Diệp lập tức vui mừng, bởi vì trong đó không ngờ có hơn 100 viên tử tinh thạch hạ phẩm. Mặc dù có Tiểu Bạch ở đây, hắn không thiếu tử tinh thạch, nhưng Tiểu Bạch lại không chuyên cần như vậy. Muốn nàng mỗi ngày chế tạo ra tử tinh thạch sao? Nằm mơ đi, ngoại trừ tử tinh thạch, trong đó còn có rất nhiều bảo vật, tuy nhiên, cơ bản không có gì khiến hắn để mắt. Không dừng lại, Dương Diệp biến mất ở trong dãy núi mênh mông. Rất nhanh, từng cường giả chuẩn minh cảnh biến mất, cuối cùng, có vài thế lực phát hiện ra, sau đó bắt đầu điều tra. Trong giây lát, vô số người trong toàn Thiên Trụ Sơn đều đang bắt đầu điều tra xem cuối cùng là ai đang điên cuồng ám sát những cường giả chuẩn minh cảnh. Cuộc giết chóc vẫn ở tiếp tục. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp không thể không dừng lại. Bởi vì Thiên Võng không cung cấp tin tức của những người này cho hắn nữa. Tại Tổng Bộ Thiên Võng, trong điện. Không thể giết tiếp. Ám nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Ám nói. Ngươi giết nhiều người như vậy. Bây giờ bên ngoài đều cho rằng là Thiên Võng ta làm, ngươi giết tiếp, đến lúc đó những cường giả chuẩn minh cảnh kia nhất định sẽ đi đối phó với Thiên Võng ta.
Dương Diệp nói. Thiên võng ngươi sợ bọn họ à? Ám lắc đầu. Ngươi còn không biết tình hình của Thiên Trụ Sơn này, bây giờ có vài thế lực đều đang bắt đầu điều tra thiên võng ta. Dù sao, đột nhiên có nhiều cường giả ngã xuống, bọn họ nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Mà ta lại không có cách nào nói cho bọn họ biết là Dương Diệp ngươi giết, cho dù nói là ngươi giết, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không tin. Cho nên, tạm thời dừng một chút đi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Cũng được, tuy nhiên, ta cần vị trí của thành viên tổ chức Dạ Sát. Ngươi muốn ra tay với Dạ Sát sao? Ám nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ám nói. Bây giờ, ngươi còn không phải là đối thủ của Dạ Đế. Dương Diệp nói. Ta lại không trắng trợn giết bọn họ. Ám trầm lặng lẽ một lát, sau đó nói. Cũng được, đây là việc riêng, của bản thân ngươi, sẽ do ngươi tự quyết định. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi một điều, tổ chức Dạ Sát này không đơn giản như vậy, ngươi muốn ra tay với bọn họ, cẩn thận bù cả chính mình vào trong. Dương Diệp mỉm cười. Cảm ơn đã nhắc nhở. Thấy Dương Diệp đã quyết ý, ám không nói gì, tay phải hắn khẽ vẫy một cái, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là tư liệu một số người của tổ chức Dạ Sát, tuy nhiên những người này cũng chỉ là thành viên bên ngoài, còn có rất nhiều người. Ví dụ như một ít lão quái vật trong tổ chức Dạ Sát, chúng ta không có cách nào điều tra ra được tư liệu của những người này. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong đại điện. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Nhìn thấy nữ tử này, thắt lưng của ám lập tức cong xuống. Ra mắt chủ nhân. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Nơi đó là hướng Dương Diệp rời đi. Lúc này, ám đột nhiên nói. Không biết vì sao chủ nhân muốn thuộc hạ giúp hắn. Nữ tử liếc nhìn ám, sau đó nói. Ngươi muốn nói gì? Ám do dự một lúc, sau đó nói. Người này mặc dù tài năng hơn người, nhưng ta cảm thấy hắn rất khó trưởng thành được. Hơn nữa, chúng ta từ chối cung cấp tung tích của hắn cho nhiều thế lực, đã làm cho rất nhiều thế lực đặc biệt bất mãn. Đặc biệt là tổ chức Dạ Sát. Vì hắn mà đắc tội những thế lực này, thật sự không đáng. Nữ tử thản nhiên liếc mắt nhìn ám. Ngươi không cần phải quan tâm những điều này, làm tốt chuyện ta căn dặn ngươi là được. Vâng. Ám cúi người. Nữ tử thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài điện, trong mắt có chút dao động, dường như nhớ lại chuyện cũ. Sau khi rời khỏi tổng bộ thiên võng, Dương Diệp lao thẳng đến Dạ Sát Thành. Dạ Sát Thành là một trong bốn thành lớn của Thiên Trụ Sơn, cũng là một cứ điểm của tổ chức Dạ Sát. Tuy nhiên không giống với Thánh Khư Thành, ở Thánh Khư Thành chỉ cần ngươi giao phí nhập môn, bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào trong. Nhưng Dạ Sát Thành này lại không được, bởi vì Dạ Sát Thành này không cho phép người ngoài bước vào, người ở trong thành đều là người của tổ chức Dạ Sát. Trong một góc ở cửa Dạ Sát Thành, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua tường thành, trên tường thành không có ai, cửa thành cũng không có ai. Nhưng Dương Diệp biết rất rõ ràng, ở xung quanh đều có cường giả đang chấn giữ. Dương Diệp lặng lẽ lẻn vào Dạ Sát Thành, sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, tiếp theo, thân hình hắn run lên, lập tức biến mất. Dạ Sát Điện. Trong điện có mấy chục người, dẫn đầu là một nam tử trung niên này không phải là Dạ Đế, mà là nhân vật số 2 của tổ chức Dạ Sát, tên là Dạ Quý, là đệ đệ của Dạ Đế. Hai mắt Dạ Quý khép hờ, những người bên dưới im lặng không nói, trong điện có vẻ yên tĩnh. Qua một hồi lâu sau, Dạ Quý đột nhiên nói. Thế nào, Thiên Võng vẫn không muốn giúp chúng ta điều tra truy tìm tung tích của Dương Diệp sao? Lúc này, một lão già bên dưới đứng dậy. Đúng vậy, cho dù chúng ta đưa ra thù lao đã rất cao, nhưng Thiên Võng vẫn từ chối, thậm chí không đưa ra một lý do nào. Nói đến đây, hắn do dự một lát, sau đó lại nói. Ta cảm thấy trong này nhất định có vấn đề kỳ lạ. Dạ Quý khẽ gật đầu. Kỳ lạ thì tất nhiên là có rồi. Thật ra, ta cũng rất tò mò, tại sao Thiên Võng lại làm như vậy? Nếu nói bọn họ sợ hãi Dương Diệp, vậy hiển nhiên không có khả năng. Chẳng lẽ Dương Diệp cho bọn họ càng nhiều lợi ích tốt hơn sao? Bên dưới, lão già kia trầm giọng nói. Ta đã điều tra qua về Dương Diệp. Người này bụng dạ hẹp hòi, làm việc rất tàn nhẫn quyết đoán. Dạ Sát ta cùng hắn kết thành hận thù, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ không chết không dừng với Dạ Sát ta,
nếu như bây giờ chúng ta chưa trừ diệt được hắn, ngày khác hắn nhất định sẽ trở thành một con rắn độc, sau đó từ một nơi bí mật nhằm vào Dạ Sát ta. Dạ Quý mỉm cười. Yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng biết tung tích của hắn thôi. Lão già nhìn về phía Dạ Quý, trong mắt đầy nghi ngờ. Dạ Quý nói, ca ca ta đã tự mình đứng ra mời thiên toán kia, để đối phương giúp chúng ta tính ra vị trí của Dương Diệp. Thiên toán, nghe được Dạ Quý nói vậy, trong lòng tất cả mọi người ở đó đều chợt kinh ngạc, thiên toán cũng là một trong năm đại đế, tuy nhiên đây là một vị thần bí nhất, bình thường căn bản là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngoài việc đó ra, còn có một tin đồn, đó chính là thiên toán đã từng giao đấu với cổ tu giả. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn, rốt cuộc có thật hay không thì không có ai biết. Bên dưới, lão già nói. Đối phương bằng lòng giúp đỡ sao? Dạ Quý khẽ gật đầu. Trong tay ca ca ta vừa vặn có thứ đối phương cần, cho nên đối phương đáp ứng giúp ta tính một lần, tuy nhiên chỉ có một lần, nhưng vậy đã đủ rồi. Nói xong, hắn liếc nhìn ngoài điện, sau đó nói. Sao có thể như vậy được? Trên đó chỉ có ba chữ, Dạ Sát Thành. Đúng lúc này, ở đó lại đột nhiên xuất hiện biến hóa khác thường, một điểm ánh sáng sắc bén đột nhiên thoáng hiện ở trong điện, vào giây phút đó, vẻ mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Mọi người cũng không nghĩ tới có người tự nhiên lẻn vào Dạ Sát điện. Giây phút khi ánh sáng sắc bén xuất hiện, tóc gáy của Dạ Quý đều dựng ngược, ngay sau đó, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng, khi ánh sáng màu vàng xuất hiện, một thanh kiếm gỗ đột nhiên đâm vào trên ánh sáng màu vàng bên ngoài giữa chân mày hắn. Ánh sáng màu vàng chấn động mạnh, trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng kia trực tiếp nổ tung ra, kiếm gỗ xuyên qua giữa chân mày của Dạ Quý. Suy, một vòi máu trực tiếp từ giữa chân mày của Dạ Quý bắn ra, nhưng chẳng bao lâu, một đường kiếm quang đột nhiên từ trong đầu của Dạ Quý nổ tung ra, vào giờ phút linh hồn của Dạ Quý cũng lập tức bị đường kiếm quang này phá tan, hóa thành hư vô. Trong chớp mắt khi linh hồn của Dạ Quý hóa thành hư vô, ánh sáng sắc bén lập tức lui về phía sau, đúng lúc này, trong điện có rất nhiều người hét lên. Ngăn cản hắn. Vừa dứt lời, hơn 10 khí tức ở đó đột nhiên bao phủ về phía về ánh sáng sắc bén này, tuy nhiên, những khí tức mới vừa xuất hiện, ánh sáng sắc bén lại xuất hiện ở bên ngoài Dạ Sát điện, thoáng cái, ánh sáng sắc bén xuất hiện ở phía chân trời ngoài Dạ Sát thành. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Dạ Sát thành, lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt. Dạ Sát bị người đánh trộm. Nói chính xác là có người tới Dạ Sát thành, sau đó ở trước mắt bao nhiêu người giết chết nhân vật số 2 của tổ chức Dạ Sát. Trong Dạ Sát điện, nhìn thi thể không đầu của Dạ Quý, tất cả mọi người im lặng không nói. Một lát sau, lão già có địa vị tương đối cao kia đột nhiên đứng dậy, sau đó nói. Lập tức thông báo với đại thống lĩnh. Lúc này, một người trong đó do dự một lát, sau đó nói. Đại thống lĩnh nói qua, trừ khi tìm được Dương Diệp, nếu không, bất cứ chuyện gì cũng không nên quấy nhiễu hắn. Lão già tức giận nói. Ngươi còn chưa hiểu tình hình sao? Người kia vừa sử dụng kiếm, đối phương chính là Dương Diệp. Mà bây giờ, Dương Diệp có thể ám sát nhị thống lĩnh, cũng có nghĩa là hắn có thể ám sát chúng ta. Lập tức đi thông báo với đại thống lĩnh, nói Dương Diệp đã xuất hiện. Hắn, nói đến đây, hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, hắn lại tới còn chưa nói dứt lời, một điểm ánh sáng sắc bén đột nhiên sáng lên. Lão già còn chưa dứt lời, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên tự giữa chân mày hắn bắn nhanh qua. Suy, máu tươi giống như nước suối từ giữa chân mày của lão già bắn ra, nhưng tia sáng sắc bén này cũng đã biến mất trong đại điện. Tất cả mọi người ở đó đờ người ra. Mọi người không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể quay trở lại, bởi vậy, vừa rồi tất cả mọi người hoàn toàn không đề phòng. Rất nhanh, ở đó đã có người lấy lại tinh thần, một người trong đó vội vàng nói. Nhanh thông báo với đại thủ lĩnh, đúng lúc này, tất cả mọi người đều trong điện đột nhiên biến sắc, sau đó bọn họ đồng thời lao ra ngoài điện, một lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ trên không trung Dạ Sát thành kéo tới. Lực lượng này khiến người ta cảm giác vô cùng áp lực, khiến người ta cảm thấy giống như trời sập xuống. Nếu để cho lực lượng này rơi xuống, tất cả Dạ Sát thành nhất định sẽ hóa thành cho tàn. Mau ra tay. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, rất nhanh, rất nhiều cường giả phóng lên cao, cùng lúc cơ đó, từng khí tức cường đại nghiền ép về phía lực lượng kia. Nhờ mọi người hợp lực,
lực lượng kia đi tới cách Dạ Sát Thành mấy trăm trượng đã bị đánh tan ra, hóa thành hư vô. Phía chân trời, nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp thầm nói đáng tiếc. Không dừng lại, hắn xoay người rời đi. Chiếm tiện nghi xong thì phải đi. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên ở vang lên trên không trung Dạ Sát Thành. Giết người xong muốn đi à? Ngươi vẫn nên ở lại đây đi. Nghe được tiếng nói này, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, nhưng chẳng bao lâu, thần sắc hắn trở nên dữ tợn. Dạ đế. Đây là giọng nói của Dạ đế. Theo Dạ đế vừa dứt lời, một lực lượng cường đại lập tức bao phủ xung quanh của Dương Diệp. Mà vào lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, thoáng cái, lực lượng kia của Dạ đế trực tiếp bị đường kiếm quang này xé rách nghiền nát. Dương Diệp xuất hiện ở ngoài mấy vạn dặm, mà trong giờ phút này, nơi đó đã xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử này chính là Dạ đế. Dạ đế liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi thật sự khiến ta bất ngờ, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến trình độ này, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Không phải chạy trốn, mà xuất hiện ở trước mặt Dạ đế, ngay sau đó, một điểm ánh sáng sắc bén đâm thẳng giữa chân mày của Dạ đế. Nhưng khi kiếm kia cách giữa chân mày Dạ đế khoảng 3 tấc, kiếm đột nhiên ngừng lại, bởi vì kiếm gỗ trực tiếp bị hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay này dĩ nhiên chính là ngón tay của Dạ đế. Dạ đế nhìn Dương Diệp và đang muốn nói gì đó, đúng lúc này, hai tay Dương Diệp cầm kiếm chợt xoay tròn. Ầm. Dạ đế trực tiếp bị lực lượng trong kiếm gỗ của Dương Diệp chấn động, đẩy lùi đến hơn trăm trượng, Dạ đế vừa dừng lại, kiếm của Dương Diệp lại tới giữa chân mày của hắn. Mà vào lúc này, dưới chân Dạ đế đột nhiên xuất hiện một vòng lốc xoay, thoáng cái, kiếm trực tiếp xuyên qua giữa chân mày Dạ đế. Nhưng chỉ là tàn ảnh. Mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, tiếp theo, hắn xoay người chém xuống một kiếm. Ầm. Kiếm vừa xuống, Dương Diệp lại trực tiếp lùi về phía sau mấy trăm trượng. Phía xa, vẻ mặt Dạ đế trầm thấp như nước, Dương Diệp bây giờ khác hẳn so với Dương Diệp mà hắn gặp phải trước đây. Hai kiếm vừa rồi đã có thể uy hiếp được hắn. Tốc độ trưởng thành thật khủng khiếp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Đại Na Di thuật. Tốc độ kiếm của hắn vốn là cực nhanh, mà bây giờ cộng thêm Đại Na Di thuật, tốc độ kiếm của hắn lập tức đạt tới cực hạn của hắn, cùng lúc đó, lực lượng của hắn cũng đạt tới cực hạn. Tốc độ đạt tới trình độ nhất định, lực lượng cũng có thể tăng lên gấp bội. Vào giây phút Dương Diệp biến mất, hai mắt Dạ đế lập tức hơi nheo lại, thoáng cái, tay phải hắn chộp lấy phía trước mặt. Ngự! Vừa dứt lời, chỗ nắm đấm đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen mới vừa xuất hiện. Kiếm của Dương Diệp lại tới. Ầm, kiếm vừa đâm vào vòng xoáy màu đen này, không gian bên trong mấy vạn trượng lại chấn động mạnh, tuy nhiên tuyệt đối không dạn nứt đổ nát, bởi vì lực lượng của Dương Diệp tuyệt đối không thoát ra ngoài, lực lượng trong kiếm gỗ của hắn đều rơi vào trên vòng xoáy màu đen kia. Nhưng vòng xoáy màu đen kia cũng chỉ khẽ run rẩy, Dạ đế không hề nhúc nhích. Phá! Đúng lúc này, giọng nói của Dạ đế đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, bởi vì một lực lượng cực lớn từ trong vòng xoáy màu đen này lao ra. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng này chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp liếc nhìn vòng xoáy màu đen trên nắm đấm của Dạ đế, trong mắt có vẻ nghiêm trọng, còn có một chút tò mò. Đó là một món bảo vật phòng ngự rất khủng khiếp. Phải biết rằng, Đại Na Di thuật của hắn cộng thêm tốc độ kiếm của hắn bây giờ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, có thể giết chết một vị cường giả chuẩn minh cảnh trong nháy mắt. Nhưng một kiếm vừa rồi lại bị món bảo vật này ngăn cản được. Mà bản thân Dạ đế còn không hề nhúc nhích. Đối phương có bảo vật này, đã đứng ở thế bất bại. Đúng lúc này, Dạ đế phía xa đột nhiên nói. Thật sự khó có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian ngắn mà ngươi trưởng thành đến tình trạng như bây giờ, nếu như tiếp tục để cho ngươi trưởng thành tiếp, tin tưởng không bao lâu nữa. Bản đế có khả năng cũng không làm gì được ngươi. Tuy nhiên đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Dứt lời, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, tiếp theo, hai tay hắn lôi kéo phía trước, trong phút chốc, một cây gai dài màu đen tuyền sắc bén đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong chớp mắt này, chân trời đều tối lại, giống như màn đêm hạ xuống. Nhìn thấy cây gai dài sắc bén này, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng, thứ này cho hắn cảm giác nguy hiểm, rất nguy hiểm, đúng lúc này,
Cây gai dài sắc bén này đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, trong phút chốc, nó bắn ra nhanh như điện chớp. Trong chớp nhoáng này, Dương Diệp phát hiện không gian trong mấy trăm trượng xung quanh lại có chút mờ ảo. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun ra, cùng lúc đó, một ngọn lửa đột nhiên từ giữa chân mày hắn vọt ra, trong nháy mắt, ngọn lửa này trực tiếp bao quanh hắn. Vào lúc này, kiếm gỗ trong tay hắn đã biến thành một thanh lửa kiếm. Lục đinh thần hỏa. Giờ phút này, Dương Diệp không dám khinh thường, lấy ra lục đinh thần hỏa. Thoáng cái, một ngọn lửa kiếm quang đột nhiên lóe lên ở nơi đây, sau đó cùng cây gai dài màu đen này va chạm vào nhau với cách thức trực tiếp nhất. Mũi kiếm đối đầu với mũi gai. Hai bên vừa mới tiếp xúc, không gian ở đó trong nháy mắt hoàn toàn hư ảo, không phải vỡ nát, mà là mờ ảo, bởi vì lực lượng hai bên không chỉ làm cho một mảnh không gian kia không chịu nổi, ngay cả hố đen không gian cũng không chịu nổi. Tuy nhiên, rất nhanh, một mảnh không gian kia lại được pháp tắc thiên địa chữa trị, chậm rãi khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài vạn trượng, hắn bị đẩy lùi, tuy nhiên, lúc Dạ Đế cũng bị một kiếm vừa rồi của Dương Diệp đẩy lùi đến mấy ngàn trượng, cây dài dài màu đen ở trước mặt hắn đã tối lại, nó bị lục đinh thần hỏa đốt. Nhìn cây gai dài trước mặt tối lại, vẻ mặt Dạ Đế thâm trầm đáng sợ, cây gai này chính là bảo vật đế cấp trung phẩm, cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn, vừa rồi hắn lấy ra, chính là hy vọng một đòn giết chết Dương Diệp. Nhưng hắn không ngờ được, Dương Diệp lại có ngọn lửa thần bí kia, sau đó trực tiếp khiến cho món bảo vật này của hắn bị tổn thương nặng nề, mặc dù không có trực tiếp bị phá hủy, nhưng trong mấy chục năm qua tiếp theo, hắn đừng mong dùng được tới nó. Dạ Đế thu hồi gai dài, thoáng cái, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh vũ khí kỳ lạ, vũ khí này dài chừng ba thước, có phần giống như kiếm, nhưng đỉnh lại cong, hiện lên hình móc câu, mà ở đầu cao nhất có một con rắn độc màu đen lớn chừng ngón cái đang uốn réo. Trong phút chốc, Dạ Đế giơ vũ khí lạ này lên, cách không đâm về phía Dương Diệp. Lệ! Một tiếng sắc bén chói tai đột nhiên bắt đầu vang vọng, thoáng cái, một ánh sáng màu đen đột nhiên bắn nhanh về phía Dương Diệp, nó đi qua nơi nào, không gian trực tiếp trở nên tối tăm. Dương Diệp nhìn thấy, ở trong ánh sáng màu đen này là rất nhiều con rắn nhỏ màu đen lớn bằng ngón cái, rất nhiều, có ít nhất hơn vạn con. C. Xuy 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 xuy. Phía chân trời, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Đúng lúc này, bản thân Dạ Đế đột nhiên biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã đi tới trên đỉnh đầu của Dương Diệp, ngay sau đó, vũ khí kỳ lạ trong tay hắn trực tiếp chém xuống Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng rất nhanh, đối phương vừa chém xuống, hắn đã dùng kiếm gỗ trong tay đỡ lấy. Nhưng kiếm gỗ trong tay hắn mới vừa tiếp xúc với vũ khí của đối phương, sắc mặt hắn lại lập tức biến hóa kịch liệt, bởi vì trong giây phút đó, trong đầu hắn lại có thể choáng váng, giống như bị người đánh đòn nghiêm trọng vào đầu. Ngay sau đó, hắn cảm giác ngực của mình truyền đến cảm thấy đau đớn, tiếp theo, toàn thân hắn bay ra gần vạn trượng. Còn chưa dừng lại, một ánh sáng màu đen lại đến trước mặt của hắn. Dương Diệp vội vàng ép mình phải ổn định tâm thần, sau đó hai tay giơ kiếm chém vào trước mặt. Đường ánh sáng kia trực tiếp bị hắn đánh tan, nhưng trong giây phút đó, rất nhiều con rắn nhỏ màu đen giống như ngón tay đột nhiên lao tới cắn hắn. Đúng lúc này, một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp lao ra, những con rắn nhỏ còn chưa tới gần Dương Diệp, đã trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Phía xa, Dạ Đế nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức nhíu mày. Đối diện Dạ Đế, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, lại muốn ra tay lần nữa, mà vào lúc này, một ánh sáng bạc đột nhiên từ phía chân trời kéo tới, thoáng cái, ánh sáng màu bạc này trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Kiếm gỗ trong tay Dương Diệp chấn động mạnh, thoáng cái, cả người Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đẩy đến hơn vạn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Dương Diệp đã tràn ra một tia máu tươi. Mà vào lúc này, một nam tử mặc khôi giáp màu bạc xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Người tới chính là người được nhân quân phái xuống. Nam tử mặc giáp bạc nhìn về phía Dương Diệp. Con kiến hôi cũng dám cầm thánh kiếm, ngươi xứng sao? Dứt lời, hắn nhìn về phía thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, tiếp theo, hắn lấy ra một vỏ kiếm màu vàng, sau đó nói. Nhận lệnh của nhân quân, đến đây triệu hồi thánh kiếm, mời thánh kiếm trở về vị trí cũ. Hắn vừa dứt lời, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt,
lại muốn thoát khỏi tay của Dương Diệp. Muốn thoát đi sao? Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, hắn không ngờ được thanh kiếm gỗ này lại muốn thoát khỏi tay hắn. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo, móng nhỏ của Tiểu Bạch bỗng chốc ôm lấy kiếm gỗ. Kiếm gỗ rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử mặc giáp bạc phía xa này nhíu mày lại. Mời thánh kiếm trở về vị trí cũ. Nam tử mặc giáp bạc vừa dứt lời, kiếm gỗ này lại khẽ run lên. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chỉ vào vỏ kiếm màu vàng trong tay nam tử mặc giáp bạc phía xa này. Dương Diệp hiểu rõ. Vỏ kiếm kia cùng kiếm gỗ là một bộ, kiếm gỗ này muốn trở lại trong vỏ kiếm kia, suy nghĩ một lát, Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Thả ra. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, dường như cho rằng mình nghe nhầm. Dương Diệp cười nói. Nếu như nó không muốn theo chúng ta cố giữ nó lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đúng không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, một lát sau, nàng dường như đã suy nghĩ cẩn thận, móng nhỏ lập tức thả lỏng ra. Theo móng nhỏ của Tiểu Bạch buông ra, kiếm gỗ này lập tức hóa thành một đường ánh sáng màu vàng tiến vào trong vỏ kiếm của nam tử mặc giáp bạc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Tiểu Bạch lập tức hiện lên một tia đau thương. Mà vào lúc này, vỏ kiếm cùng kiếm trong tay nam tử mặc giáp bạc phía xa đột nhiên chấn động mạnh, sau đó thoát khỏi tay hắn. Ngay sau đó, thanh kiếm gỗ này mang theo vỏ kiếm đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Dương Diệp. Không chỉ Dương Diệp cùng Tiểu Bạch sửng sốt, nam tử mặc giáp bạc này cũng sửng sốt. Rất nhanh, Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ khẽ xoa, dường như nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu tuét miệng cười với nam tử mặc giáp bạc phía xa. Tiếp theo, móng nhỏ của nàng chỉ vào nam tử mặc giáp bạc, sau đó lại chỉ vào vỏ kiếm, giống như đang nói cảm ơn nhiều. Dương Diệp nhìn là hiểu rõ Tiểu Bạch có ý này. Tiểu Bạch không để ý tới sắc mặt khó coi của nam tử mặc giáp bạc này, nàng ôm kiếm gỗ trực tiếp lao vào bên trong Hồng Mông Tháp. Khóe miệng Dạ Đế cong lên nở nụ cười lạnh, hắn không hề ra tay. Bây giờ hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Phía xa, nam tử mặc giáp bạc nhìn về phía Dương Diệp. Nó đi đâu? Dương Diệp nhún vai. Ngươi đoán đi. Đúng lúc này, Dạ Đế đột nhiên nhìn về phái nam tử mặc giáp bạc, nói. Các hạ, không hề nghi ngờ gì, kiếm kia đang ở trên thân của người này. Các hạ chỉ cần giết chết hắn, dĩ nhiên có thể thu được thanh kiếm kia. Nam tử mặc giáp bạc liếc nhìn Dạ Đế, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Dương Diệp, trong phút chốc, một đường ánh sáng bạc chợt lóe lên ở nơi đây. Phía xa, sắc mặt Dương Diệp chợt trở nên lạnh lùng, tay hắn nhẹ nhàng thoáng động, rất nhanh, kiếm gỗ này lại xuất hiện ở trên tay hắn, ngay sau đó, hai tay hắn nắm kiếm gỗ chém về phái trước mặt. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp và kiếm bị đẩy lui gần nghìn trượng. Nhưng trong phút chốc, toàn thân hắn lại lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nam tử mặc giáp bạc, tiếp theo, một ngọn lửa kiếm quang trực tiếp bổ mạnh về phía nam tử mặc giáp. Nam tử mặc giáp bạc cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, thoáng cái, cổ tay hắn nhất thời chuyển động, ngân thương trong tay giống như con rồng nổi giận rời khỏi biển, mang theo một khí thế ngập trời đâm lên trên. Keng! Theo một âm thanh chói tai vang lên ở trong không trung, nam tử mặc giáp bạc trực tiếp bị một kiếm này chấn động rơi nhanh xuống phía dưới, Dương Diệp cũng bị một thương này của đối phương chấn động đến mức liên tiếp lùi lại phía sau. Dương Diệp không ra tay nữa, mà mượn lực lượng kia bắn nhanh về phía chân trời. Tiếp tục ở lại chỗ này, cho dù hắn đánh thắng được nam tử mặc giáp bạc, nhưng bên cạnh còn có một Dạ Đế đấy. Muốn chạy trốn à? Đúng lúc này, giọng nói Dạ Đế đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái, một ánh sáng màu đen đột nhiên từ không gian phía trước mặt Dương Diệp lao ra, ngay sau đó, rất nhiều con rắn độc nhỏ giống như ngón tay rơi về phía Dương Diệp không khác gì mưa rơi. Rất nhanh, một ngọn lửa từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, lửa đi qua nơi nào, những con rắn độc nhỏ kia trực tiếp biến thành tro tàn, nhưng chính vào lúc này, Dạ Đế đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, còn có nam tử mặc giáp bạc cùng xuất hiện với Dạ Đế. Dạ Đế cười lạnh nói, muốn chạy trốn sao, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người và không nói gì. Đúng lúc này, Dạ Đế đột nhiên nhìn về phía nam tử mặc giáp bạc, sau đó lui qua một bên. Hắn không có ý định ra tay, bởi vì hắn xem như đã nhận ra, nam tử mặc giáp bạc càng muốn Dương Diệp chết hơn hắn. Nam tử mặc giáp bạc liếc nhìn Dạ Đế, sau đó cũng lui qua một bên,
hắn cũng không ra tay. Hắn không ngốc, tất nhiên biết tâm tư của Dạ Đế. Thực lực của Dương Diệp không bằng hai người bọn họ, nhưng trải qua giao đấu vừa rồi, hắn biết nếu mình muốn giết Dương Diệp, vậy khẳng định phải bỏ ra một cái giá lớn. Mà một khi hắn cùng Dương Diệp đổ máu, đến lúc đó, rất có thể sẽ bị Dạ Đế làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, hắn cũng không nhúc nhích. Bây giờ, nếu như hắn trốn, không cần phải nói, hai người trước mắt này nhất định sẽ ra tay với hắn trước. Tuy nhiên hắn vẫn là phía bị động. Im lặng sau một hồi, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Dạ Đế, sau đó nói. Nếu các ngươi đều không ra tay, vậy hãy để cho ta tới chọn. Dạ Đế, ân oán giữa chúng ta hoàn toàn chấm dứt vào ngày hôm nay gì? Dứt lời, cổ tay hắn nhất thời chuyển động, kiếm quang chợt hiện, trong phút chốc, một điểm ánh sáng sắc bén xuất hiện ở trước mặt Dạ Đế. Dạ Đế nheo mắt lại, trong con người hiện lên một sự che giấu, thoáng cái, hắn nắm chặt trường câu trong tay rạch một cái về phía trước, trực tiếp ôm lấy kiếm của Dương Diệp. Kiếm bị ôm lấy, đầu Dương Diệp lại cảm giác choáng váng, xoay người, hắn cảm giác bụng mình truyền đến cảm thấy đau đớn. Dương Diệp giống như bị búa đập mạnh. Cả người trực tiếp bay ngược gần mấy ngàn trượng. Ở trước ngực Dương Diệp xuất hiện một miệng máu rất sâu, vừa rồi nếu như không phải ở thời điểm quan trọng hắn kịp lời lui nhanh, Dạ Đế rạch một cái, có khả năng đã trực tiếp móc đi cả ngũ tạng của hắn. Đúng lúc này, nam tử mặc giáp bạc đột nhiên nhìn về phía cái trường câu của Dạ Đế. Đoạt hồn câu, thần vật đế cấp trung phẩm, không ngờ được nó lại ở trong tay ngươi. Xem ra trước đây, đoạt hồn quân cửu y xích chết ở cơ trong tay ngươi. Dạ Đế liếc nhìn nam tử mặc giáp bạc mà không nói gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Không thể không nói, người đúng là tài năng hơn người, nhưng ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, vào giây phút đó, vẻ mặt Dạ Đế lập tức biến đổi, bởi vì một ngọn lửa kiếm quang đã đi tới trên đỉnh đầu của hắn. Rõ ràng hắn không ngờ được, Dương Diệp bị hắn đánh cho thương nặng như vậy, còn dám phản kích nhanh như vậy. Tuy nhiên, hắn sẽ không sợ. Khi ngọn lửa kiếm quang kia đi tới đỉnh đầu hắn còn có nửa trượng, trường câu trong tay Dạ Đế đâm thẳng lên trên. Dương Diệp nhìn thấy con rắn độc nhỏ ở đỉnh của trường câu đột nhiên phóng ra một điểm ánh sáng màu xanh sẫm. Giờ phút này, Dương Diệp đã hiểu rõ vì sao mỗi lần mình đều sẽ cảm giác tinh thần hoảng hốt cùng choáng váng. Khi kiếm cùng này trường câu sắp tiếp xúc với nhau, đột nhiên, kiếm của Dương Diệp ngừng lại. Thoáng cái, ngọn lửa biến mất. Kiếm quang cũng biến mất, Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Dạ Đế nhíu mày, hắn không ngờ được Dương Diệp lại có thể đột nhiên thu tay. Phía xa, Dương Diệp liếc nhìn trường câu trong tay Dạ Đế và nhíu mày. Tuy hắn đã phát hiện ra vấn đề, nhưng giải quyết vấn đề này như thế nào? Kiếm gỗ trong tay hắn quả thật có thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương cho trường câu này, nhưng mỗi lần tiếp xúc, tinh thần hắn đều sẽ hoảng hốt cùng mê muội. Sau vài lần, cho dù trường câu của đối phương bị kiếm gỗ của hắn chém nát, nhưng bản thân hắn chắc hẳn cũng phải chết. Đúng lúc này, Dạ Đế phía xa đột nhiên chợt giẫm mạnh chân phải vào trong hư không, thoáng cái, một ánh sáng màu đen lao thẳng đến Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không cứng rắn đấu với đối phương, hai tay lập tức cầm kiếm chém mạnh về phía trước mặt, trong phút chốc, rất nhiều ngọn lửa kiếm khí che trời lấp đất bắn nhanh về phía Dạ Đế. Chỉ trong chớp mắt, Dạ Đế lại bị những ngọn lửa kiếm này giống như mưa che phủ. Ầm ầm ầm, phía chân trời có từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng lên. Phía xa, nam tử mặc giáp bạc nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy, vẻ mặt càng trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Dương Diệp này lại có thể đánh ngang với Dạ Đế. Dương Diệp chẳng qua là cường giả chân cảnh nhị đoạn, tuy dựa vào kiếm gỗ cùng ngọn lửa thần bí kia, nhưng cảnh giới giữa hai bên chênh lệch vẫn vô cùng lớn. Đương nhiên hắn càng không thể nghĩ ra được, chính là tại sao Thánh Kiếm lại theo Dương Diệp. Thánh Kiếm ở thượng giới thích người và vật chí thiện, nhưng Dương Diệp này rõ ràng không là hạng người lương thiện gì. Nhưng Thánh Kiếm lại bằng lòng để người này khống chế. Đây là điều hắn thấy khó hiểu nhất. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ lớn này trực tiếp kéo mạch suy nghĩ của nam tử mặc giáp bạc lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp Dạ Đế, lúc này. Dương Diệp cùng Dạ Đế đã tách ra, hai người cách nhau khoảng hơn 3.000 trượng. Mà ở trên người của Dương Diệp lúc này có thêm rất nhiều vết máu, đặc biệt là vết máu trên bả vai hắn đặc biệt sâu, đã có thể thấy được xương trắng, nếu như sâu thêm một chút,
cánh tay này của hắn cũng sẽ tàn phế. Mà ở trên thân Dạ Đế cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, đặc biệt là trên mặt hắn có một vết máu dài đến chừng 10 cm, vết máu này cắt nghiêng trên má trái của Dạ Đế, máu tươi không ngừng tràn ra. Vẻ mặt Dạ Đế thâm trầm đáng sợ, lại muốn ra tay, mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía chân trời xa xôi. Vừa dứt lời, hơn 10 khí tức cường đại đột nhiên từ phía chân trời kéo tới. Sắc mặt Dương Diệp vẫn bình tĩnh, hắn làm sao không biết những người này là ai? Không hề nghi ngờ, bọn họ đều tới giết hắn. Bây giờ, trên người hắn có bảo bối, ai cũng muốn. Phía xa, Dạ Đế cười lạnh. Dương Diệp, lần này ngươi có 9 cái mạng cũng không đủ chết rồi. Dương Diệp không nói gì, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó nói. Tiền bối, giúp ta giải phong thanh kiếm. Im lặng vài hơi thở, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Hậu Khanh. Được. Vừa dứt lời, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, kiếm kia dâng lên ánh sáng màu vàng nhạt. Giải phong. Đến thời điểm này, nếu như không giải phong thanh kiếm này, hắn tuyệt đối sẽ không có đường sống. Về phần sợi lông khỉ kia, con khỉ kia chỉ đáp ứng giúp hắn giết một người. Ở đây có vô số người, hơn nữa nam tử đầu chọc cũng ở đây. Bởi vậy, hắn căn bản không có cách nào nhờ con khỉ qua giúp. Bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thanh kiếm gỗ trong tay Dương Diệp càng lúc càng run rẩy mạnh, rất nhanh, kiếm gỗ nứt ra, càng lúc càng có nhiều ánh sáng màu vàng từ trong đó tuôn ra. Giờ phút này, tay của Dương Diệp bắt đầu run rẩy. Mà lúc này, xung quanh Dương Diệp đã tập trung rất nhiều cường giả. Bọn họ cơ bản đều là cường giả chuẩn minh cảnh, số lượng lên tới mấy chục người. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự tham lam. Nhưng bọn họ lại không phát hiện ra, lúc này vẻ mặt nam tử mặc giáp bạc lại rất nghiêm trọng, phải nói là rất kiêng kỵ, tay phải hắn nắm thật chặt ngân thương trong tay, dường như muốn ra tay, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hắn chung quy không ra tay, đồng thời bắt đầu chậm rãi lui lại phía sau. Bởi vì tốc độ hắn lui rất chậm. Cộng thêm lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của Dương Diệp, bởi vậy, không ai ở đó phát hiện ra hắn sẽ đang lùi lại. Ở đây, không ai hiểu rõ uy lực thánh kiếm hơn hắn. Cách đó không xa, Dạ Đế nhìn thấy kiếm trong tay Dương Diệp càng lúc càng run rẩy thì nhíu mày, giờ phút này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác rất xấu. Lúc này, theo từng mảnh gỗ trên kiếm gỗ chóc ra càng lúc càng nhiều, tất cả ngũ quan của Dương Diệp đã bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, theo một mảnh gỗ cuối cùng chóc ra, một thanh trường kiếm màu vàng óng xuất hiện ở trong tay của Dương Diệp. Lực lượng. Lúc này, Dương Diệp cảm giác được lực lượng. Lực lượng này không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về thanh trường kiếm màu vàng kim trong tay hắn. Mà giờ phút này, lực lượng ẩn chứa trong trường kiếm màu vàng kim đã làm cho cơ thể hắn cũng sắp không chịu nổi. Nói chính xác là hắn sắp không khống chế được thanh kiếm này. Như vậy cũng giống như một đứa bé đi cầm một thanh đao nặng hơn so với bản thân nó gấp mấy lần vậy. Đao tuy sắc bén, nhưng đã vượt qua lực lượng mà tiểu hài tử chịu được. Nhanh thả thanh kiếm ra. Đúng lúc này, giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Nếu không tiểu tử ngươi cũng sẽ bị lực lượng kiếm này cắn trả xóa bỏ. Thả thanh kiếm. Dương Diệp lắc đầu, lúc này thả thanh kiếm ra chính là chịu chết. Dù sao cũng có khả năng chết. Nếu như vậy, hắn đương nhiên lựa chọn giết mấy người trước khi chết. Dương Diệp bắt đầu dùng hai tay cầm thanh kiếm, huyền khí cùng kiếm ý trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong đó, khi huyền khí cùng kiếm ý tiến vào trường kiếm màu vàng kim, trong giây phút cả bầu trời lập tức mở đi, trong tinh không, các sao chấn động, rất nhiều ánh sao giống như từng trận mưa sa từ trong tinh không nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng đều tiến vào trường kiếm màu vàng kim trong tay Dương Diệp. Không chỉ có vậy, lúc này, cả mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, rất nhiều lực thần bí tập trung lại, cuối cùng trào vào trường kiếm màu vàng kim trong tay Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó thầm kinh ngạc. Trong đám người, nam tử đầu trọc này liếc nhìn thanh kiếm tản ra ánh sáng màu vàng trong tay Dương Diệp này, sau đó khẽ nói. Giải phong thánh kiếm, không có năng lực địch đổi. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời. Lúc này, Dạ Đế cũng cảm giác có chuyện không ổn. Hắn đã có ý định bỏ chạy, mà vào lúc Dương Diệp cách đó không xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy Dương Diệp nhìn qua, Dạ Đế nheo mắt và đang muốn nói, đúng lúc này,
hai tay Dương Diệp cầm kiếm cách không chém về phía Dạ Đế. Kiếm hạ xuống, một đường kiếm khí màu vàng chợt lóe lên ở nơi đây. Một kiếm chém ra, cả thiên địa đều mờ ảo. Dạ Đế đột nhiên biến sắc, giờ phút này, hắn cảm nhận được uy hiếp lớn nhất từ trước tới nay, hắn lập tức vội vàng đưa hai tay ra, sau đó nói. Ngự! Vừa dứt lời, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen, mà lúc này, đường kiếm khí màu vàng kia trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy màu đen này. Thoáng cái! Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, vòng xoáy màu đen kia lập tức đổ nát ra, mà bản thân Dạ Đế lại trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp làm chấn động đến vạn trượng. Dạ Đế vừa dừng lại, hai tay hắn liền trực tiếp từ trên vai rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó thầm hoảng hốt. Đây chính là Dạ Đế đấy. Dạ Đế một trong năm đại đế Thiên Trụ Sơn. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí không đỡ nổi một kiếm của Dương Diệp. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn về phía trường kiếm màu vàng kim trong tay Dương Diệp. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao kiếm này có thể phá kết giới. Uy lực của kiếm này thật sự quá kinh khủng. Phía xa, Dương Diệp chém xuống một kiếm, lại giơ trường kiếm màu vàng kim trong tay lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dạ Đế ở ngoài xa vạn trượng liền biến sắc, thoáng cái, hắn không hề nghĩ ngợi đã xoay người biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát! Dương Diệp nhìn Dạ Đế chạy trốn, trong lòng muốn đuổi theo. Nhưng giờ phút này, hắn cảm giác mình thậm chí không có khả năng nhấc nổi chân nữa. Một kiếm vừa rồi dường như rút hết lực lượng toàn thân của hắn. Đây là dưới tình huống kiếm trong tay hắn đang phối hợp với hắn, nếu như kiếm này không phối hợp, đừng nói giết người, kẻ chết trước chính là bản thân hắn. Nhìn thấy Dạ Đế chạy trốn, rất nhiều người ở đó đều ngẩn người ra, bọn họ cũng không nghĩ tới đường đường là Dạ Đế một trong năm đại đế tự nhiên lại bỏ chạy thoát thân. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm nhìn về phía bọn họ. Thấy Dương Diệp nhìn qua, những người này không hề nghĩ ngợi đã xoay người bỏ chạy. Chỉ trong giây lát, tất cả mọi người đều biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp. Di mau! Đây là ý nghĩ của Dương Diệp bây giờ, hắn xoay người muốn đi. Nhưng ngay vào lúc này, Dạ Đế đột nhiên lại xuất hiện ở cách trước mặt Dương Diệp không xa. Khóe miệng Dạ Đế cong lên cười dữ tợn. Dương Diệp, lần này, ngươi xem thử thanh kiếm này của ngươi có thể cứu ngươi hay không? Dương Diệp không nói nhảm, giơ kiếm liền bổ xuống, một kiếm này hạ xuống, dường như mang theo trời đất cùng bầu trời sao. Không gian bên trong phạm vi gần 10 vạn trượng xung quanh hắn đều trở nên mờ ảo trong suốt, dường như không chịu nổi đường kiếm khí này vậy. Kiếm khí kéo tới, Dạ Đế lại vui mừng không khiếp sợ. Đúng lúc này, một cây dài gai màu tím dài đến trăm trượng đột nhiên từ không gian trước mặt Dạ Đế vọt ra, rất nhanh, cây gai dài này trực tiếp đâm vào trên đường kiếm khí kia của Dương Diệp, ầm. Ở đó, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, trong nháy mắt. Toàn bộ mảnh thiên địa đều bắt đầu chấn động mãnh liệt. Mà Dạ Đế trực ti lếp bị dư âm của hai luồng lực lượng này đẩy lùi đến nghìn trượng. Rất nhanh, ở đó khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, bên cạnh Dạ Đế có thêm một nam tử trung niên trên người mặc trường bào màu đỏ, mà ở bên phải nam tử phía lại lơ lửng một cây gai dài màu đỏ. Nam tử áo bào đỏ liếc mắt nhìn hắn, cơ sau đó nhìn về phía thanh trường kiếm màu vàng kim trong tay Dương Diệp. Thật đúng là thần vật. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn khống chế nó, cho dù bản tôn gặp phải ngươi, cũng phải nhượng bộ rời đi. Bản tôn. Trong lòng Dương Diệp nặng nề. Một trong bốn đại thiên tôn. Hắn không ngờ được, thậm chí ngay cả thiên tôn cũng ra mặt. Rõ ràng Dạ Đế quen biết với vị thiên tôn trước mắt. Lúc này, nam tử áo bào đỏ kia lại nói. Đáng tiếc, cảnh giới ngươi quá thấp, không có cách nào hoàn toàn nắm giữ kiếm này. Ngươi. Đúng lúc này. Hai tay Dương Diệp phía xa đột nhiên cầm kiếm chém về phía nam tử áo bào đỏ. Một kiếm này chém ra, cả người Dương Diệp thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã xuống, một kiếm vừa rồi đã trực tiếp rút sạch tất cả lực lượng của hắn. Kiếm hạ xuống, một đường kiếm khí màu vàng chợt lóe lên ở nơi đây, giờ phút này, ánh sáng của đường kiếm khí này trực tiếp át cả mặt trời chói chang. Cách đó không xa, nam tử áo bào đỏ kia khẽ gật đầu. Quả thật mạnh mẽ, đáng tiếc. Còn xa mới đủ. Dứt lời, tay phải hắn cầm gai đỏ bên cạnh, thoáng cái, cây gai đỏ trong tay hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng đỏ bắn nhanh về phía đường kiếm khí của Dương Diệp. Lực lượng ẩn chứa trong đường ánh sáng đỏ này cũng cực kỳ khủng khiếp,
nó đi qua nơi nào, không gian ở đó trực tiếp bị chôn vùi, hoàn toàn đổ nát, ngay cả hố đen không gian cũng trực tiếp bị chôn vùi. Không có không gian, không có hố đen không gian, nó đi qua nơi nào thì nơi đó hoàn toàn trở thành một dải đất hư vô. Đó là lực lượng của Thiên Tôn. Phía chân trời, hai bên vừa mới tiếp xúc, rất nhiều kiếm khí cùng ánh sáng đỏ lập tức bắn ra xung quanh. Giờ phút này, không trung bên trong phạm vi mấy chục vạn đều bị ánh sáng đỏ cùng kiếm khí bao trùm, kín không kẽ hở, vô cùng kinh người. Sau khi rằng co chừng một khắc, ở đó dần dần khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp cùng nam tử áo bào đỏ và cả Dạ Đế, đều ở nơi đây. Lúc này, vẻ mặt Dạ Đế rất nghiêm trọng, lấy thực lực của hắn căn bản không tiếp nổi một kiếm vừa rồi của Dương Diệp, tuy nhiên, một kiếm kia cũng khó có thể giết chết hắn. Hơn nữa, chỉ cần hắn tránh thoát mấy kiếm này của Dương Diệp, vậy Dương Diệp lại hoàn toàn thành kẻ vô dụng. Bởi vì giờ phút này, nếu như Dương Diệp không dùng kiếm chống đỡ không gian, sợ rằng hắn đã sớm ngã xuống. Kiệt sức. Giờ phút này không chỉ toàn thân Dương Diệp kiệt sức, tinh thần cùng linh hồn cũng mệt mỏi đến cực hạn. Đối diện Dương Diệp, nam tử áo bào đỏ nhìn cây gai dài màu đỏ trong tay mình. Lúc này, cây gai dài đã dạn nứt ra, thoáng cái, tay hắn nhẹ nhàng thoáng động, trong phút chốc, cây gai dài màu đỏ này trực tiếp hóa thành hư vô. Nam tử áo bào đỏ khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Bảo vật này đã đi theo ta mấy nghìn năm, không ngờ được nó bị hủy ở trong tay của ngươi. Nhưng không sao, bởi vì có một thứ tốt hơn. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Chỉ cần ta nắm giữ nó, cho dù cổ tu giả, ta cũng có lòng tin giết chết được. Dứt lời, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, bây giờ ngươi đã không có cách nào ra kiếm, đúng không? Đúng lúc này, một ánh sáng màu xanh lam chói lòa đột nhiên lóe lên ở nơi đây, thoáng cái. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dạ Đế, nam tử áo bào đỏ kia trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Con kiến hôi! Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở trong không trung. Con kiến hôi! Lúc này, Dạ Đế vẫn chưa hoàn hồn. Nam tử áo bào đỏ này là ai? Đó là một trong bốn đại thiên tôn của Thiên Trụ Sơn, có thể nói thực lực hắn là mạnh nhất trong thế giới này. Mà bây giờ, hắn lại bị người nhẹ nhàng dùng một đòn đẩy lùi, đồng thời còn bị đối phương gọi con kiến hôi. Con kiến hôi! Nếu như bốn đại thiên tôn là con kiến hôi, Dạ Đế không nhìn nam tử áo bào đỏ kia, mà nhìn về phía vị trí của Dương Diệp, lúc này, trước mặt Dương Diệp xuất hiện một nữ tử mặc váy dài màu tím. Nữ tử này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt cao ngạo, giống như thần nữ trên 9 tầng trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi là ai? Đúng lúc này, nam tử áo bào đỏ cách đó không xa đột nhiên trầm giọng nói, lúc này trong lòng nam tử áo bào đỏ khiếp sợ không gì sánh được, bởi vì chính hắn cũng không ngờ được mình sẽ bị người ta dùng một đòn tiện tay lại đánh cho phải lui lại. Nữ tử váy tím không để ý tới nam tử áo bào đỏ kia, mà xoay người nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp cũng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trước mặt, khi thấy gương mặt của nàng, hắn lập tức sửng sốt. Tử Nhi, nàng. Nữ tử váy tím trước mắt này chính là Tử Nhi. Nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Ngươi không phải là Tử Nhi. Mặc dù nữ tử trước mắt này có hình dáng của Tử Nhi, nhưng vẻ mặt của đối phương quá lạnh, quá cao ngạo. Tử Nhi tuyệt đối sẽ không nhìn hắn với thái độ như vậy. Nữ tử váy tím liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chưa từng nghĩ tới lâu như vậy mà ngươi còn kém thế, hừ. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức ngây người, rất nhanh, hắn kinh ngạc nói. Ngươi không phải Tử Nhi, ngươi là Tiểu Thất. Tử Nhi, thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Tiểu Thất, hắn đương nhiên sẽ không quên tiểu nữ hài này, đây chính là tồn tại đi cùng Hồng Mông Tháp. Mà đối phương vì cứu hắn, mới rơi vào giấc ngủ say. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Thất tỉnh lại, tâm tình hắn vô cùng kích động. Nhưng chẳng bao lâu, hắn nghĩ đến một vấn đề. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất, ngươi cùng Tử Nhi, các ngươi. Tiểu Thất im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói. Ta tiến vào cơ thể nàng. Dương Diệp nói. Nàng đâu? Tiểu Thất nói. Ngủ say vô kỳ hạn. Ngủ say vô kỳ hạn. Dương Diệp nghe thấy những lời này, giống như sấm sét giữa trời quang, thân thể lập tức cứng đờ.
Qua một hồi lâu, hắn nắm tay Tử Nhi. Tiểu Thất, ngươi nói ngủ say vô kỳ hạn là có ý gì? Tiểu Thất liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Linh hồn của ta rất suy yếu, căn bản không có cách nào xuất hiện ở trong tháp, chỉ có mượn thân thể người khác mới có thể ra khỏi tháp, mới có thể vận dụng lực lượng của ta. Mà nàng quá yếu, linh hồn của ta tiến vào cơ thể nàng, tuy ta không chủ động tổn thương nàng, nhưng ý thức của nàng vẫn không chịu nổi linh hồn của ta, cho nên nàng rơi vào ngủ say vô kỳ hạn. Tại sao phải bước vào cơ thể nàng? Dương Diệp đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, tức giận nói. Ngươi hung dữ cái gì? Ta bước vào cơ thể nàng, còn không phải là muốn giúp ngươi sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại. Bây giờ lập tức rời khỏi cơ thể nàng. Đã không kịp nữa rồi. Tiểu Thất lạnh lùng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn. Tiểu Thất nhìn thấy hắn như vậy, cũng không nói một lời nào. Các hạ cuối cùng là ai? Đúng lúc này, nam tử áo bào đỏ kia đột nhiên nói. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong phút chốc, trong tay ngọc của Tiểu Thất có thêm một cái pháp trượng màu xanh lam, thoáng cái, một chùm ánh sáng màu xanh lam chói lòa từ trong pháp trượng bắn ra, nhìn thấy chùm tia sáng màu xanh lam, vẻ mặt nam tử áo bào đỏ kia lúc này chợt biến đổi. Nam tử áo bào đỏ phản ứng cũng rất nhanh, tay phải lập tức kết ra một thủ ấn kỳ lạ. Thoáng cái, từng tầng ánh sáng đỏ giống như cuộn sóng từ trong thủ ấn của hắn khuếch tán ra. Hai bên vừa mới tiếp xúc, những ánh sáng đỏ lập tức tiêu tan, thoáng cái, nam tử áo bào đỏ kia trực tiếp bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dạ Đế hoảng hốt, tiểu nữ hài trước mắt này cuối cùng là ai mà mạnh như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.